truyện nữa của mình. Giới thiệu cho anh em một bộ truyện đây. Bộ này được mấy chục tập rồi. Bộ này có tựa đề là Siêu phàm tiến hóa. Khi con người bị vũ trụ xem như là một loại virus con phải loại bỏ, thì hệ thống miễn dịch sẽ xuất hiện trên trái đất, thay nghén ra vô số loài quái vật. Chúng liên tục tiến hóa. Đối mặt với chúng là con người tầm thường, bé nhỏ như loài kiến. Chỉ có người siêu phàm thì mới có thể đột phá được giới hạn, thay đổi tình cảnh. Thế là cái ngày họ kiểm tra đầu vào của học viện siêu phàm, thì các bạn là những học viên xuất sắc vượt qua kỳ thi của chúng tôi đây. Minh Hà là một thiếu niên mơ ước trở thành người siêu phàm trong kỳ thi của người siêu phàm cấp Lâm Linh, cấp Tử Hồn. Nhưng mà lại thi rớt và trở thành trò cười trước mặt tất cả mọi người. Cấp Bạch Trọng, không nhận được. Cấp Bạch Trọng, khi đó thầy nói cái gì ấy nhỉ? Năng lực siêu phàm không rõ nữa, hơn nữa không thể thi triển. Bạch Trọng thì chắc chắn là do may mắn mà thôi. Thà vào nhà làm mấy đi thì hơn, đừng có làm người siêu phàm nữa. Rõ ràng là năng lực của mình là nhờ may mắn mà. Vừa xuất hiện mà đã thế này có hợp lý gì không vậy chứ? Lại bắt đầu nghi ngờ thần nữ nhập vào người. Bạn cho năng lực siêu phàm, kỳ chủ không có năng lực chiến đấu dễ dàng chết yếu. Bạn cho năng lực siêu phàm, cấp đánh giá thiên phú, cấp hồng tôn. Thế là đối mặt với quái thú hung ác, cậu ấy có khả năng là ăn gian thành công hay không? Cơ hội. Ân một chưởng của ta. Giữa các lớp vòng vây có thể làm anh hùng cô mỹ nhân. Chiếm được trái tim của nữ thần hay không? Liệu có thể tiến hóa trở thành người mạnh nhất, đến gần với chân tướng của vũ trụ hay không? Chỉ là phần giới thiệu thôi. Bây giờ mới vào phần cốt truyện nè. Cái con đường phía trước đã bị tắc nghẽn, mở đi đường vòng. Đèn xanh, lái là đèn xanh. Rốt cuộc cái năng lực siêu phẩm cái quần què này có tác dụng gì chứ? Hoàn toàn không thể chiến đấu. Nửa ngày trước, cái ngày hội kiểm tra đầu vào của học viện siêu phàm, chắc các bạn đã biết được những học viện xuất sắc vượt qua kỳ thi viết của chúng tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thiên phú siêu phàm. Thiên phú siêu phàm chia làm 5 cấp bậc khác nhau: Bạch Trấn, Lâm Linh, Tứ Hôn, Hồng Tôn và Hạc Thánh. Cố lên. Nhưng mà học viện chúng tôi chỉ tuyển những người có cấp bậc Lâm Linh trở lên. Cấp bậc Trần lại thấp nhất. Cấp Bạch Trọng không nhận được thì không nhận, mà cấp Lâm Linh, cấp Tử Hụ. Buồn cười thật đó. Minh Hà là một trong số ít những người có tiền phú siêu phàm cấp Bạch Trọng. Nghe bảo là còn là năng lực siêu phàm ẩn hình nữa chứ. Cấp Bạch Trọng khi ấy thầy nói là cái gì ấy nhỉ? Năng lực siêu phàm không rõ ràng, vỏ lại không thể thi triển. Bạch Trọng thì chắc là do may mắn quá mà thôi. Vào nhà mấy làm đi thì hơn, đừng có làm người siêu phàm nữa. Thế này thì làm sao còn mong mũi mà tỏ tình với họ khỏi thiên phú cấp Tứ Hồn chứ? May mắn quá ư. Cái loại năng lực vô dụng này làm sao đối phó với quái thú có khả năng số ngã cả tổ thành chọc trời chứ? Đây, mình vỡ sao băng à? Đằng này con chẳng bắn trúng mình được chứ. Trái đất rộng lớn thế này làm sao cái mảnh vỡ sao băng lại đâm trúng mình được chứ? Nhưng nào đi. Thế là xác suất 1/1,000,000. Năng lực siêu phàm ẩn hình vòng mây cán nuốt dấu hiệu ký sinh dấu hiệu. Kẻ thù đang tiếp cận lựa chọn tốt nhất. Nhận định là vật chủ, ngấm ngầm cộng sinh. Nhận định thành công, tiến vào tiềm thức. Vật chủ không có năng lực chiến đấu dễ dàng chết yếu. Bán cho năng lực siêu phàm. Cấp đánh giá thiên phú. Cấp hồng tồn. Có lẽ là đã nắm được rồi đấy. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất tốt, nhưng khả năng do phần đầu bị va chạm và đập mạch.
nên rơi vào cái tình trạng hôn mê trong thời gian dài. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. À, bác sĩ Triệu à, bên tổ thiên vàng gửi đến một lọ máu yêu quái, hy vọng bác sĩ có thể kiểm tra giúp cho một tí. À được. Mấy ngày đã trôi qua, một tháng lại trôi qua. Chứ dù tâm trạng buồn bã nhưng sao lại nghĩ quẩn như thế chứ? Cũng nên chú ý an toàn chứ. Ai à, đúng là cậu ấy không thể chịu đựng được một cách nhỏ mà. Vậy chúng ta đều có thể thấy được Minh Hà cực kỳ muốn trở thành người siêu phàm rồi còn gì. À, hy vọng lần sau khi tỉnh lại, cậu ta có thể nghiêm túc đi làm. Phí chữa trị cũng không rẻ đâu. Nghe bảo chị ấy đi làm tận mấy công việc vì cậu ấy đấy. Lô Thiển đồng ý với tơi tố tình của tên chú Dũng này à? Nó có tỉnh lại nữa hay không thì chưa chắc. Huống gì, nó còn là một kẻ tàn phơ. Xe đi. Thấm thoát một năm đã trôi qua. Yêu thú bắt đầu từ dưới ống cống bước lên. Ngồi ô phía nam xuất hiện lượng yêu quái biến dị, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rời khỏi. Đây, bác sĩ Triệu, mau đi. Cao sinh hồn mơ bất tỉnh, phòng 409 đã bị bỏ lại rồi. Chứ dù cô ấy mãi mãi không tỉnh lại thì cũng không thể vứt bỏ cô ấy như vậy được chứ. Quái thú. Thôi rồi. Muốn làm gì? Không tính thì thôi, đã tính lại thì quá ngầu rồi. Tập 2. Không sao đâu, nó đã chết rồi. Cô đứng dậy được không? Cảm ơn chị đã chăm sóc em lâu như vậy, y tá Tống à. À, cảm ơn em đã cứu chị. Em tỉnh lại lúc nào thế? Chẳng phải đây là phía bệnh viện phía nam thành phố sao? Sao lại có rắn biến dị vậy? Ở bên trên đó là nguồn ô nhiễm chảy vào đường cống ngầm của thành phố, làm cho cái sinh trùng ở dưới lòng đất bị dính nhiễm nên xảy ra biến dị. Vậy những người khác đâu? Còn dư cư dân thì nào ở gần đây không? Có lẽ đang trên đường di tản rồi. Em hùng mơ bất tỉnh nên chỉ lo. Chị lo, chị không bỏ rơi em. Chị chỉ làm tròn chức trách của một y tá nên làm thôi. Ngược lại là em đấy, chẳng lẽ em là học sinh à? Sao chỉ có một cú đấm mà đã đánh chết được con quái vật biến gì đáng sợ này thế? Ai, mình đã luyện quyền pháp ở trong đầu suốt cả một năm rồi. À, chết ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đuổi theo cái nhóm di tản kia đi. Đợi em ở đây. Đi. Một đấm một mạng. À. Ui. Chiêu này mình đã luyện trong đầu vô số lần rồi, nhưng vẫn chưa thử nghiệm bao giờ. Lợi hại quá. Thiên phú siêu phàm của em là năm đấm à? Em vẫn còn là một sinh, một năm trước thì trượt. Giáo viên tuyển sinh nào lại có mắt như mù thế? Thực lực của em còn mạnh hơn một số nhiều siêu phàm cách tinh huy đấy. Nhớ lại cái ngày đó, cấp bên trần thì không được nhận. Sao đấy cả dáng cũng trở nên đáng sợ như thế này? Rốt cuộc là vật gì ô nhiễm vậy? Đường cống ngầm của thành phố không chỉ có mọi dáng. À đúng rồi à, còn có acid fluoride nữa chứ. À có ít ghê. Ui.
Mùi dán dán thành tinh hết rồi. Đây như một bộ phim kinh dị vậy đó. Những động vật nhỏ như con kiến gì đó, kiến khổng lồ, bây giờ thành dán khổng lồ. Cứu mãn. Cầu ở ngồi ồ phía nam thành phố xuất hiện một số lượng lớn quái vật biến dị. Xin người siêu phẩm được cứu viện, xin người siêu phẩm được cứu viện. Người siêu phẩm đã xuất hiện. Đây. Tôi là người siêu phẩm cấp tình Huy. Cứ giấu lũ gián gốm ghiếc này lại cho tôi. Kéo đến nhiều hơn cũng vô ích thôi. Năng lực siêu phẩm của tao chính là đạn bắn không giới hạn. Chết hết đi cho tao. Thôi rồi, bận ở trước buồn lo ở sau rồi. Con này không phải là con gián nữa rồi. Trời ơi, đây là con chuột. Lũ quái vật đó có đuổi theo không? Tạm thời thì không. Con đã. Chắc là chiếc xe buýt di tản cuối cùng của bệnh viện. Bọn họ bị đe dọa rồi. Cầu ngồi ồ phía nam thanh xuất hiện rồi. Xuất hiện một con chuột cống khổng lồ biến dị. Người siêu phàm cấp tình Huy đã mất mạng. Người siêu phàm chưa đăng ký hồ sơ ở gần đó. Làm ơn cho tôi biết tất cả những thông tin liên quan tới chuột cống khổng lồ biến dị. Năng lực, thực lực và điểm yếu. Nó sẽ lửa. Mà cậu lại, cậu lấy siêu phàm ư? Tôi là một sinh cấp 3 không đậu vào học viện siêu phàm. Sợ bậy. Con chuột cống khổng lồ biến dị đó là dị thú cấp tướng đó. Kiến thức lý luận của cậu không có tác dụng gì hết đâu. Mau lánh nạn đi. Đi lánh nạn đừng có đi tìm chỗ chết. Trong lúc tôi hồn mờ thì các nhân viên y sĩ đã chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi suốt một năm. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. À, chuột tinh, gián tinh. Ôi, ôi, nó đang chơi đùa với con mồi. Chị cứ trốn ở đây, đừng có ra ngoài nhé. Nhưng mà em cũng có khả năng sẽ bị nó giết đó. Bởi những lúc gặp khó khăn thì các chị cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn cơ đúng không? Vả lại, không thử thì làm sao biết có được hay không? Một đấm. Mắt con gián này chỉ to bằng ngón tay cái, biến đổi cao ngang ngửa con người. Con chuột này đã lớn ngang với một căn nhà rồi. Với kích thước thế này, chỉ cần móng vuốt của nó vả trúng mình một cái xương cốt, toàn thân đều sẽ gãy hết, mất hết toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng thực ra, chuột là loài động vật vô cùng nhanh nhạy. Mình tuyệt đối không thể để cho nó động vào người được. Dù nó rời khỏi cái sự biết trước đã. Có cơ hội thì liền làm gọi nó. Ngót xỉu rồi à. Bây giờ cho nó thêm một đòn chí mạng nữa. Còn đúng, lợi động vật gian sở như chuột nhất định là giỡn cái trò giả chết rồi. Thật sự là như vậy nè, bẻ đùi luôn. Tập 3, không ổn rồi. Sức mạnh của cú đấm của mình quay trội, không thể giết chết dị thú cấp tướng được. Thôi rồi. Bác sĩ Lâm, không sao chứ? Y tá Tống à, tốt quá rồi, cô chạy thoát rồi. Khi nãy tôi có nhìn nhầm không? Hình như là có người phàm siêu phàm thì cứu bọn tôi. Đang mặc quần áo của bệnh viện chúng ta. Chuột cũng biết sợ nữa à. Làm ơn cho tôi biết tất cả những thông tin liên quan tới chuột cống khổng lồ biến dị. Siêu năng lực thực sự và điểm yếu. Nó sợ lửa.
Thế lửa này lớn, có thể mượn lửa này để tăng sức mạnh lên nhiều lần. Con sắp truyền tròn cống mà dám chạy ra ngoài đây để hại người à? Nếm thử cái chiêu này đi. Đây. Cú đấm của One Big Man mà. Cô ấy giết được con chuột khổng lồ rồi. Ôi, chúng ta được cứu rồi. Cô ấy là người sư phạm cấp cao à? Anh sao cô ấy lại mặc quần áo bệnh viện của chúng ta vậy? À, đó là học sinh hồn mề nằm trong phòng 409 suốt một năm. Sao? Tên gì ấy nhỉ? Cô ấy tên là Minh Hà, là một sinh của học viện siêu phàm nhận. Tại trạm chỉ huy. Lâu Thiện, cô không còn đợi đó nữa. Con dị thú cấp tướng ấy đã bị giết rồi. Tốt quá, chắc là những người đấy không sao nhỉ? Đã có người tiếp ứng cho bọn họ, tất cả đều bình yên vô sự. Là giết chết con quái thú chuột cấp tướng đó chứ? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn. Không biết là có thể là người siêu phàm nào đó chưa đăng ký hồ sơ. Nó tóm lại là không thể là học sinh của không lỡ phép đó được. Nhất định là một cao thủ khác đến nơi kịp thời. Vẫn chưa tìm được nguồn nhiễm. Ê là quái vật biến dị sẽ càng lúc càng nhiều. Có thể đi di tản toàn bộ người dân ở khu vực Nam thành phố thôi. Sau đó thì phong tỏa vùng ô nhiễm lại. Tại trạm cứu trợ. Wow, em lợi hại quá. Cộng kèm chắc là bọn chị cũng không thể sống sót khỏi nơi này rồi. Em trai tôi vẫn còn ở trong đó hùng mơ. Nằm ở trong bệnh viện. Không một ai được vào nơi này. Chúng tôi đã di tản vào phong tỏa khu vực phía nam thành phố rồi. Ngoại trừ đội xe và người siêu phàm ra thì dân chúng không được phép vào bên trong. Rất là nguy hiểm. Tôi mặc kệ em trai của tôi. Còn bên trong tôi nhất định phải đi vào cứu nó. Anh cho tôi qua đi mà. Em trai tôi đáng thương lắm. Tôi con trẻ mà đã nằm viện đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Dòng mày nói gì? Nó tên là Minh Hà. Là một đứa trẻ rất là ngoan. Ngoan tuổi còn trẻ như vậy mà. Nên cái tay của con gái nó còn chưa nắm bao giờ mà đã ra đi rồi. Minh Hà, em đợi chị. Chị dùng mất cái mạng này chị cũng sẽ phải cứu em ra. Nếu em chết rồi chị cũng phải đi theo. Ê chị gái à, em đây nè. Em tính rồi, cuối cùng thì em cũng đã tính rồi. Minh Hà, chị thật sự rất lo cho em đó. Tốt, quá tốt rồi. Một năm nay. Chị Hà, chị vừa nhận thơm việc rồi. Buổi tối thì cũng phải tất cả. Có lẽ không thể đến thăm em được thường xuyên rồi. Không sao, nếu cả đời này em không tỉnh, chị sẽ chống gậy đến trồng nôn cho em. Có một người chị thế này tức là cảm động quá. Tại Hà độc mà muốn rơi nước mắt luôn. Tình chị em một năm. Em đã tỉnh rồi. Là do em không tốt khiến cho chị phải lo lắng hoảng sợ rồi. Một năm này thật vất vả cho chị rồi. Lâu lắm rồi không được ngủ ở nhà. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé. Chị đi làm tối rồi sẽ về mua đồ ăn ngon cho em. Mình hôn mê bất tỉnh mà càng nằm. Chi phí nằm viện điều dưỡng cao như vậy. Còn tiền cắt tóc ngày hôm qua nữa chứ. Mời anh chị xem qua đi ạ. Vì mình mà chị phải cực khổ làm việc 3 công việc một lần. Ui, 3 phút nữa là quá hạn rồi. Ui, ngã rẽ tiếp theo thì phải vẹo phải. Trông còn tiền tỷ hơn cả bệnh nhân như mình nữa. Ok, tôi sẽ làm ngay. Phải nghĩ cách kiếm tiền để chị sống thoải mái hơn mới được. Ít nhất cũng không thể để cho chị ấy vất vả như vậy nữa. Chính phủ trao thưởng 500.000 tệ cho ai cung cấp được manh mối về nguồn ô nhiễm. Quà, chính là cái công việc này rồi. Trước mắt thì tiền thưởng sinh vật biến dị là 3.000 tệ cho một con gián biến dị. Ngon. 50.000 tệ cho một con chuột cống khổng lồ biến dị. Quả nhiên, chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Chỉ là manh mối về nguồn ô nhiễm này cũng được trèo thưởng cao đến như vậy. Không gì trả hết nợ mà trong thẻ tín dụng. Còn có thể đổi được một ở nơi mới nữa chứ. Số dư có thể mua quần áo, đồ trang điểm xin cho chị luôn. Nhưng mà nguồn ô nhiễm này lại nằm ở đâu nhỉ? Phần lớn các sinh vật biến dị do ô nhiễm đều xuất phát từ hệ thống
cống ngầm của thành phố hơn nữa. Có lẽ cách bệnh viện ngồi ồ phía nam không xa. Phải đích thần đến đã điều tra mới được. Cho dù không tìm được nguồn ô nhiễm, thì giết được lũ biến dị này cũng có tiền. Vì dân trừ hại còn rèn luyện được thực lực chiến đấu này chứ. Quá tốt. À, trước tiên cứ đi dạo theo sảnh đất treo thưởng đã. Sảnh treo thưởng. Chào mừng đến với sảnh treo thưởng. Cho hỏi anh là chủ thừa hay là người siêu phàm à? À, tôi là người siêu phàm. Vậy các bậc của anh là gì? Chúng tôi còn căn cứ theo thực lực của anh để sắp xếp nhiệm vụ treo thưởng tương ứng. À, tôi muốn giết dám biến dị lấy tiền thưởng thì còn cấp bậc bao nhiêu ấy nhỉ? Nhiệm vụ này không yêu cầu cấp bậc quá cao, chỉ cần anh thể hiện một số năng lực siêu phàm cơ bản, rồng sơn huấn luyện cho chúng tôi xem là được rồi. Chúng tôi có phát huy được một huy hiệu người siêu phàm thực tập cho anh. Nếu như anh muốn được đánh giá cấp bậc trở thành người siêu phàm, thì cách tình huy thì phải vượt qua bài kiểm tra phức tạp hơn nữa. Giờ nhờ chị đưa tôi đến sân huấn luyện đi. Tại sân huấn luyện. À, cho hỏi anh là người siêu phàm năng lực gì vậy ạ? Tập 4 là quyền. À, vậy mời anh nhìn đi bên này. Đây là người mô hình dùng để kiểm tra lực công kích cực kỳ kiên cố. Có thể có dấu hết sức đánh đó đi. Người máy vô hình chỉ kiểm tra chỉ số sức mạnh về cụ đám quanh. 800 kg là mát à? Nghĩa là lực đấm tổng khoảng 800 kg là xem như đủ tiêu chuẩn. Vậy thì chẳng biết cú đấm của mình có đạt hay không nữa. Nói tóm lại cứ cố gắng hết sức là được rồi. Dù sao cũng nằm liệt một năm rồi, sức mạnh của cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vậy thì mô phát. Bao nhiêu? Cái lậu xanh cứ tưởng mình yêu chứ. Đâm vỡ tim người mấy rồi. 1000 ký. 1000 ký tạm ổn rồi. Tạm ổn cái gì mà tạm ổn chứ. Cậu đã phá kỷ lục kiểm tra thực tập rồi đấy. 800 kg là ký tục của một người siêu phàm năng lực quyền cước. Vừa tốt nghiệp đã được vào nửa năm trước. Đến tận bây giờ người mới bị cú đấm 1000 ký của anh phá kỷ lục rồi đó. À, tại sảnh chờ. Đây là phần thưởng nhỏ cho việc phá vỡ lỡ kỷ lục của anh. Phiếu mua hàng 1000 tệ. Để lúc tham gia đánh giá cực phá cấp bậc. Để nhớ như phá được kỷ lục của các hạng mục tiêu kiểm tra cơ bản, thì anh cũng sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ cho việc lập nên kỷ lục mới. À, chỗ các cô có những cấp bậc đánh giá nào vậy? Tạm thời thì sảnh chúng tôi chỉ nhận đánh giá cấp 4 là tình huy, nghiệt diệu, nhập miệng, thiên ma. Các cấp bậc cao hơn không phải đến cái nơi khác. Nghe nói đến cấp bậc thiên ma là có thể mua biệt thự yên trì sàng, chẳng biết là thật cái giá nữa. Phải nhìn chóng và tăng thực lực để tất cả mọi người nhìn mình với cặp mắt khác được. Bọn họ ở đây cũng chờ những đồng đội khác à. Không ngờ người mong giành được phần tiền thưởng đó là nhiều đến như vậy đấy. Trước đây mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người siêu phàm tới mức này. Chài đi một mình à? Có muốn gia nhập đội săn ông điếu của anh không? Tất cả mọi người đang tập trung ở đây để tìm một đội viên tạm thời à? À tất nhiên rồi, dù sao thì cũng đi đến cái nơi nguy hiểm mà. Hành động một mình lỡ như bị cái lũ quái vật biến gì đó ăn mất thì chẳng có ai biết được đâu. Là khải toàn cấp nghiệt diệu. Vì thế chính phủ mới không cho phép người siêu phàm dưới cấp nhật miệng đi vào một mình đấy. Ờ vậy được thôi. Thế có bậc có gì thế? Cho anh xem cái hiệu một tí đi. Sao cậu chỉ là thực tập cấp tình huy thế? Xin lỗi nha. Đội bọn anh không nhận new paper. Là người mới. Anh khuyên cậu vẫn nên quay về luyện tập thêm đi. Người siêu phàm thực tập thi cấp tình huy, vào đó thì chẳng khác nào đi tìm được chết cả. Cấp bậc quá thấp, đến cả tổ đội cũng chẳng ai còn nữa à. Giờ làm sao kiếm tiền đây? Ồ chẳng phải đó là Minh Hà của lớp chúng ta trước đây sao? À để tới xem. Ui, là cậu ta thật kìa.
Tôi nghe thấy rồi, khi nãy cậu ta đi tìm tiểu đội kìa, bị từ chối rồi. Người ta bảo không muốn nhận điều bày bì, sợ cậu ta đi tìm được chết đi mà. Minh Hà, cậu ra viện từ lúc nào thế? Lúc trước tôi nghe nói người khác nói cậu vẫn luôn hồn mơ bất tỉnh cơ mà. À, cũng được một khoảng thời gian rồi. Vậy cậu tới đây để làm cái gì thế? À, tới để giết những sinh vật biến dị kìa, để kiếm thêm chút tiền bù đắp vào tiền viện phí trong khoảng thời gian hôn mê. Với cái thân gầy đó, có cậu không trở thành cái bữa tối cho mấy con sinh vật biến dị đã là may mắn lắm rồi đó. Chứ chưa từng tính đến là chuyện giết được bọn nó đâu. Tiếc Trành, bên trong rất là nguy hiểm đấy, cậu đừng có mạo hiểm thì hơn. Và lại tớ hình như nhớ tiên phú siêu phẩm của cậu không phải loại chiến đấu đúng không? Lâm Du Du, đồng tế là cái gì nhỉ? À, thiên phú vận may. Cái năng lực mà siêu phàm này có tác dụng gì chứ? Uống nước bật đáp chạy chắc chắn sẽ trúng thêm chạy nữa hả? Lục Hưng Hồng, cái cậu đừng có nói như thế chứ. Khó khăn lắm, Minh Hà mới xuất viện đấy. Nếu như bây giờ cậu ấy gặp khó khăn thì bạn học cũ như chúng ta cũng nên giúp đỡ cậu ấy mà. Minh Hà, cậu gia nhập với đội của bọn tớ đi, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu. Chính phủ không cho phép hành động một mình nên đành phải tố đổi với bọn họ thôi. Mấy cái tên này vẫn như trước, vẫn không xem mình ra cái gì hết, thiệt tình. Nhưng mà bọn họ đã vào được học viện siêu phẩm một năm rồi, có lẽ thực lực đã tăng mạnh lên rất là nhiều. Tiểu Vương Đan, trong mắt bọn họ mình vẫn là cái thằng đáng thương bị học viện từ chối và nằm bệnh liệt ở trong bệnh viện suốt một năm mà thôi. Được rồi, đi thôi. Chẳng phải năng lượng siêu phàm của cậu ta là vận may à? Có khi mang lại may mắn tới cho chúng ta chứ. Xem như là đem theo vật cầu may đi. Vì bạn bè cả, dẫn cậu ấy đi theo đi. Đừng vậy đó, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Bọn tớ học ở học viện siêu phàm võ đồ được một năm rồi. Mà học viện yêu cầu mỗi một học sinh đều phải tham gia hoạt động xã hội một lần đó. Nên mấy cái người bọn tớ mới bàn bạc với nhau tranh thủ về nghỉ hè để giúp xử lý chuyện ô nhiễm biến dị này. Lô Thiện thì sao? Cậu ấy không đi cùng các cậu à? Ồ, cậu còn nhớ nhung đến Lô Thiện à? Bây giờ người ta đã là người tuổi tiếng của học viện siêu phàm rồi, làm gì có cái chuyện cùng hành động với mấy cái người bạn cũ thực lực tầm thường như bọn tôi thì chứ. Bây giờ cậu ấy lợi hại lắm, thực lực của bọn tớ lại không thể kịp được cậu ấy. Tớ nghe bảo cậu ấy cũng về thành phố Lạng Dương rồi, đang giúp đỡ chính phủ tìm kiếm nguồn ô nhiễm đấy. À đúng rồi, Minh Hà, lúc trước kiến thức lý thuyết của cậu được điểm tối đa đúng không? Cậu nghĩ nguồn ô nhiễm này sẽ là cái gì thế? Ôi dạ, kiến thức lý thuyết được điểm tối đa thì có gì chứ? Năng lực thực chiến bằng không thì cũng chẳng thể vào học viện siêu phàm được đâu. Với lại ta đi giết vài con gián biến dị thôi mà. Vẫn chưa thấy biến dị to như thế nào. Tập 5. Mấy cái chuyện như nguồn ô nhiễm đâu phải là thứ mà mấy cái học sinh chúng ta có thể xử lý ổn thỏa được đâu. Theo như báo cáo cho đến nay thì những sinh vật biến dị đã phát hiện tổng cộng có 3 loại: gián biến dị, dồi biến dị và chuột ma khổng lồ biến dị. Sinh vật đều là những ở đây đều sống ở trong đường cống ngầm. Xác suất cao thứ gây ô nhiễm là một loại chất lỏng nào đó tình cơ chảy vào trong đường cống ngầm ở khu vực phía nam thành phố. Không biết tương lai lại có bài học điên nào đó sản xuất cái loại nước bẩn này, gây cho kiến gián đâu khổng lồ hết thì tiêu, khiến cho đường cống ngầm của thành phố trở thành môi trường thích hợp cho sự biến dị, sản sinh ra số lượng lớn sinh vật biến dị. Mà gián biến dị còn gì đối phó với chuột ma khổng lồ biến dị thì khá là đáng sợ. Nhưng mà dồi biến dị thế như lá thường, cho dù bọn họ biến dị bị bọn chúng cũng không thể nào mạnh như gián biến dị được. À, thuộc cái loại dễ tiêu diệt là gián mới đúng. Có xạ khí. Dồi biến dị. Đây là dồi biến dị. Dồi mà tập hợp thành cánh tay lớn. Quá khủng. Chạy mau. Chỉ một con dồi biến dị thì đúng là khá dễ đối phó rồi. Nhưng
Khi nãy mình đã bỏ sót ra việc dòi là nơi cư trú dưới lòng đất hoạt động thấy quần thở. Thôi chạy mau có dòi đó. Cái đó mó bọn chúng luôn ra ngoài kiếm ăn tiêu tủ. Hey, dòi thì có gì đáng sợ đâu. Chúng ta đến đây là để... Cái gì? Đúng là một con không đáng sợ. Ôi, chạy nhanh lắm. Tòa nhà này có cửa kính cường lực nè. Lâm Du Du đâu? Hình như ngã rồi. Cô không biết đỡ cậu ấy vậy à? Cùng đi cứu cậu ấy đi. Cái gì? Đừng, cậu chị chết đấy. Bạn học thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Đấy là lời cậu nói đấy. Minh Hà. Nước. Bạo lẫn quyền. Thì không giết chết được chúng mày. Nhưng mà chúng mày cũng đừng hòng đạt được ý đồ. Nè cậu xong sao chứ? Minh Hà. Đây là Minh Hà từ sau. Sắp đến rồi. Hả? Đẹp trai quá. Hóa ra Minh Hà là đẹp trai đến như vậy ư? Đáng tiếc thật, người ta lại thích Lâu Thiện. Nhưng mà thật sự rất cảm ơn cậu đã không bỏ qua rơi cái một người vừa ngốc lại vừa kém cỏi như thế. Dù dù cậu không sao chứ? Bọn tớ đang định đi cứu cậu, ai ngờ lại bị Minh Hà giành trước rồi. À đúng thêm thế, bọn tớ không phát hiện cậu bị ngã. Lỡ mất cơ hội làm anh hùng có mỹ nhân rồi. À, à sao rồi? Những con dò biển gì đó bò về là ông cống hết rồi. Có phải không? Băng quá vết thường đi. Có thể chất dịch của loài dò biến dị này có tính ăn mòn đấy. Có thể dùng thuốc xử lý mới mau lành được. À, chút vết thương ngồi già thôi, chắc không ảnh hưởng tới hành động đâu. Thế thì tốt, các cậu chăm sóc cậu ấy đi. Tôi sẽ đi kiểm tra cái tòa nhà này để tránh lũ dòi biến dị chỗ nào đó có bộ vào đây. Thế nào, sao hai người đàn ông các cậu không nghĩ tới việc kiểm tra tòa nhà này, còn chẳng cẩn thận bằng một người vượt học viện siêu phạm như Minh Hà nữa. À bây giờ tới đi đây. Sơ đồ, vị trí hiện tại khu vực thí nghiệm, khu văn phòng và khu tiếp khách. Tại khu thí nghiệm, lồng sinh thái số 1, lồng sinh thái số 4, lồng sinh thái số 9. Côn trùng số 9 mất tích ngày 30 tháng 12 năm 2030. Giữ nguyên hiện trường ban đầu đợi điều tra. Còn 9 năm nữa. Mất tích nửa năm trước rồi à? Thế là mình giật cả mình à? Cũng chẳng biết là cái nguồn ô nhiễm có làm cho mấy cái con côn trùng được chăn nuôi này biến dị luôn không nữa. Nhưng tạm thời, vừa cơ bản những loài biến dị, những sinh vật nằm ở dưới cống ngầm kia. Rết chân vàng khổng lồ, đến từ Nam Redu. Là loài rết lớn nhất ở thuần thế giới này, sơ bộ hàm với khả năng mô vô cực mạnh, cấp xương rất là dài. Cửa sầu cũng bị khóa cứng rồi, không có lối nào vào khác. Đường cống nước thì cũng đã bị kín, lối do biến dị đó sẽ không vào được. Hả? Là... Bác sĩ Triệu. Sao bác sĩ Triệu lại xuất hiện ở một mình ở khu vực cách ly này vậy? Anh ta chạy về phía tòa nhà đổ nát bên kia. Nhà anh ta ở đó sao? Anh... Số điện thoại là... Alo. Minh Hà ơi. Em đang ở đâu thế? Cùng ăn tối với chị đi. Chị vẫn chưa báo đáp ơn cứu mạng của em. Chết đàng hoàng nữa. Không được từ chối đâu đấy. Y tá Tống. Gọi chị là được rồi. À chị ta. Chị họ Tống. Tên đọc là một chữ Lam. Em gọi chị là Tống hay là chị Lam đều được. À chị Lam Hiền à. Hiện tại em ở trong khu vực cách ly. Cái gì? Sao em lại ở đó? Chẳng phải đã phong tỏa triệt để không cho ai vào rồi ư? Nghe nói báo quái vật biến gì ở đó, không chỉ là có những loại như chúng ta đã gặp đâu, cực kỳ đáng sợ đấy.
Ồ, đi cách treo thưởng mà. Em chỉ muốn kiếm ít tiền để giảm nhẹ gánh nặng cho chị gái thôi. Chị gái Tân Vũ của em ấy hả? Hai người là chị em ruột hả? Không cùng huyết thống, bọn em lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng còn thân thiết hơn cả người cùng huyết thống, có đúng không? Ừ, đúng thế. Quá là một chàng trai hiểu chuyện. Chị cũng muốn có một đứa em trai giống như em đấy. Nếu em đang làm việc thì dành thời gian lại sau thôi. Ừ, chuẩn bị làm gì đây? Tập 6. Đáng tiếc thật, người ta cố tình sửa soạn kỹ càng vậy mà. À đúng rồi chị làm à, em vừa nhìn thấy bác sĩ Triệu đấy. Anh ta đi lại một mình trong khu vực cách ly này, như thế rất là nguy hiểm. Bác sĩ Triệu hả? Sao anh ta lại đến, chạy đến đó rồi? Kỳ lạ thật, em chắc chắn là anh ta chứ? Anh ta không nhìn thấy em, có lẽ là lớp kính này không thể nhìn được từ bên ngoài vào. Nhắc đến bác sĩ Triệu thì mới nhớ cả năm nay anh ta cứ kỳ kỳ cục thế nào ấy. Lúc trước anh ta luôn tận tâm với công việc, bây giờ toàn vô duyên vô cớ nghỉ việc rồi ra về sớm nữa. Có lúc thì còn mắc sai sót ở trong khi làm phẫu thuật nữa. Chị cảm giác trạng thái tinh thần của anh ấy rất kém, giống như cả đêm không ngủ vậy. Có lần bên phía tổng bộ đưa một phần mẫu quái thú đến thì muốn bác sĩ Triệu tiến hành thanh lọc, nhưng rốt cuộc anh ta lại bất cẩn làm phần mẫu, làm mất cái phần mẫu quái thú đó. Mẫu quái thú sao? Mẫu của một số loại quái thú đặc biệt sau khi rời khỏi cơ thể, tiếp xúc với oxy, có không khí sẽ tạo ra phản ứng đột biến oxy hóa, thậm chí là mẫu của một số quái thú thời kỳ ủ bệnh lên đến 1 năm. Lẽ nào nguồn ô nhiễm lần này chính là nó ư? Chị Lâm, chuyện bác sĩ Triệu là mất quái thú máu là chuyện xảy ra từ khi nào vậy? À không, 1 năm trước. À đúng rồi, chị nhớ ra rồi, hình như chính là cái ngày em vào viện đấy. Bác sĩ Triệu à, bên tổ thiên vận đưa một ống máu quái thú đến nhờ anh kiểm tra giúp. Rất có khả năng là ô nhiễm biến dị lần này là do cái lọ máu quái thú đó gây ra. Thời gian cũng vừa khớp, bởi vì các sinh vật biến dị do cống ngầm có thời gian ủ bệnh nên nguồn ô nhiễm 1 năm trước bây giờ mới bạo phát. Thật ư? Nhưng mà anh ta bảo thứ đó bị mất sau khi tinh lọc mà. Ê là anh ta nói dối thôi. Em được điểm tối đa môn lý thuyết siêu phàm đấy, không nhớ lầm đâu. Thảo nào bác sĩ Triệu lại chạy đến khu vực cách ly. Nết trộm là lũ chó chết. Cái gì? Có lẽ anh ta ý thức được bản thân là phạm phải lỗi lầm lớn nên muốn tìm lại cái lọ máu quái thú đã đánh mất ngày đó cũng nên. Nhưng bác sĩ Triệu làm như thế là quá nguy hiểm. Anh ta không phải là người siêu phàm, chắc chắn xung quanh nguồn ô nhiễm sẽ có quái vật có mức độ biến dị cực cao. Có lẽ anh ta cũng bị sợ truy cứu trách nhiệm đến cùng đấy. À đây không phải là việc nhỏ đâu chị ta à. Tốt nhất là chị nên thông báo cho bên chính phủ biết về chuyện đã xảy ra đi, để bọn họ nhanh chóng điều tra tòa nhà đổ nát này. Bác sĩ Triệu không phải là người siêu phàm, anh ta không biết vùng xung quanh nguồn nhiễm đất nguy hiểm nhất. Em phải đi cả anh ta lại. Được rồi, bây giờ chị sẽ liên hệ với chính phủ. Em nhớ cẩn thận đi nhé. À không sao, em chỉ đi gọi anh ta thôi, không chạy thẳng đến trung tâm vùng ô nhiễm đâu. Minh Hà quay lại rồi. Tòa nhà này rất là an toàn, cửa kính thì đóng chặt rồi, lối vào kia không vào được đâu. Các cậu đây nghỉ ngơi đi, tôi phải ra ngoài một chuyến sẽ về nhanh thôi. Cậu định đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm, một mình cậu. Tuy mình không giết chết được toàn bộ, nhưng tạm thời bọn chúng cũng chẳng thể làm đến cái trò trống gì cả. Chắc là hướng này rồi, rẽ vào đường tắt vậy. Kia là châu chấu và sinh bà hung. Biến thành đứng thẳng 2 chân rồi. Lỡ thêm 9 năm nữa anh em gặp những quái vật này thì cũng không phải ngỡ ngàng. Chắc là bên này rồi. Vững vàng dùng nắm đấm mà đấm nó lại là được rồi. Tới rồi. Sao lại có cái hố to như vậy? Có lẽ anh ta đã xuống dưới đó rồi. Rốt cuộc bác sĩ Triệu đến đây để làm cái gì vậy? Chuyện này có vẻ không đơn giản rồi.
Đừng nói dưới này có một phòng khí niệm thật lớn dưới này nhỉ. Bác sĩ Triệu, anh đang làm cái gì thế? Sao, sao lại là cậu? Bác sĩ Triệu, anh đã tính lục sạch cái lọ huyết thành một năm trước rồi chứ nhỉ? Làm sao cậu biết được chuyện đó? Trả lời đi. Tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn. Lúc đầu mới đầu, tôi thực sự không hề biết chuyện sẽ rành ra như thế này. Không phải là tôi cố ý giấu giếm đâu. Minh Hà, tôi thực sự còn cố ý. Tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi chỉ biết trị bệnh cứu người. Tôi cũng sẽ không ngờ sự sơ suất của bản thân lại gây ra chuyện biến gì như vậy. Bởi vì khi lấy ấy, tôi đã làm mất huyết thành ở gần đây. Nên tôi chỉ muốn đến xem thử cái chỗ này có bị ô nhiễm hay không thôi. Tôi muốn bù đắp. Tôi muốn bù đắp thật mà. Nhưng anh có phải là người sư phạm đâu. Anh chỉ cần báo chuyện này cho các cơ quan thì chúng tôi sẽ xử lý nó xong mà. Đúng rồi hả? Cậu cũng là người sư phạm mà. Khi đó cậu cứu biết bao nhiêu người ở bệnh viện chúng tôi. Cậu rất mạnh, bọn chúng ở bộ tôi đều nhìn thấy tận mắt hết rồi. Mình Hà, cậu giúp tôi đi. Tôi còn vợ con nhỏ nữa. Nếu như cơ quan chính phủ biết được chuyện này thì tôi không chỉ là mất việc mà con phải ngồi tù đấy. Sẽ không có ai chăm sóc vợ con tôi nữa. Chúng tôi cũng sẽ cùng xử lý cùng ô nhiễm để chuyện này kết thúc hoàn toàn nhé. Cậu chỉ cậu đấy, cậu xin cậu đấy. Bác sĩ Triệu à, anh cứ bình tĩnh đi. Năng lực của mình tôi có hạn. Anh cũng chỉ là một bác sĩ thôi. Nếu như hai chúng ta tự giải quyết chuyện này thì chẳng khác gì đi tìm chết cả. Và lại có khi còn khiến cho biến dị tiếp tục lan rộng ra hơn. Nhưng mà cậu nói đúng. Cậu nói đúng. Đúng là năng lực chúng ta có hạn. Đi đi nào, rời khỏi chỗ này thôi. Sau đó thì báo cáo cho chính phủ. Đợi chính phủ tới xử lý thì tốt hơn. Báo cáo cho chính phủ à? Cậu vẫn chưa nói với người khác à? Vẫn chưa. Chuyện này đã tự anh nói rõ với chính phủ thì tốt hơn. Có điều anh là mất cái lọ huyết thành ở gần đây có đúng không? Vậy chỗ này chính là nguồn ô nhiễm rồi. Đúng thế, chính là ở chỗ này. Có điều là không phải là do tôi làm mất. Minh Hà. Tập 7. Cậu vẫn còn là một sinh. Rất nhiều chuyện cậu hoàn toàn không hiểu được đâu. Quá nhiều. Bác sĩ Triệu có vấn đề. Nhưng mình vẫn chưa thở rời đi được. Mình vẫn chưa biết anh ta định làm cái chuyện gì ở đây. Bác sĩ Triệu à, tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Dán dòi chuột. Có đã nhìn thấy tất cả bọn chúng rồi nhỉ? Kiểu hướng biến dị ấy. Sống ở những nơi tối tăm trong thành phố chúng ta. Sinh ra vi khuẩn mà đến dịch bệnh. Sức vật điều hướng. Bọn chúng khiến cho con người cảm thấy ghê tởm. Chỉ muốn diệt sạch bọn chúng thôi đúng không? Ừ đúng vậy. Rốt cuộc cái tên này muốn nói cái gì đây? Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới cái việc con người chúng ta sinh sản vô tội vạ, cướp bóc bừa bãi, liên tục gây ra ô nhiễm công nghiệp và ô nhiễm hóa học, không ngừng phá hủy môi trường trái đất, thậm chí còn vứt rác vào những vũ trụ nữa. Những hành vi này chẳng khác gì dùng dán dòi chuột kìa. Anh nói thế cũng không sai. Đúng là chúng ta phải bảo vệ môi trường sống của mình. Vậy cậu có biết với toàn vũ trụ nói chung là sự ra đời của sinh vật chính là một sai lầm không? Đáng lẽ vũ trụ không nên tạo ra sinh mệnh mới phải. Một vũ trụ không có sinh mệnh yên bình và thứ đẹp biết bao. Sinh mệnh xuất hiện cũng giống như với việc vi sinh khuẩn sinh sôi trong một cơ thể khỏe mạnh vậy. Còn con người chính là vua của các vi khuẩn gây bệnh. Con người chính là tế bào ung thư. Đặc điểm lớn nhất của tế bào ung thư là sinh sôi vô hạn, đồng thời phá hủy các tổ chức tế bào bình thường. Con người liên tục sinh sản hết đời này sang đời khác, không biết bao giờ dừng cướp bóc. Còn mơ mộng hảo huyền rời khỏi trái đất này chứ. Chiếm lấy Thái Dương hả? Tại muốn giải ngân hà kia nữa. Con người vẫn còn tồn tại. Chẳng hành tinh nào có thể xinh đẹp hơn và yên bình hơn được. Con người có khác gì những tế bào ung thư đang liên tục hoành trưởng chứ? Phá hủy hệ thống miễn dịch trong cơ thể của cậu không hả? À bác sĩ Triều à, những lời anh nói có vẻ chống lại loài người thì quá thì phải. Tôi chỉ lầu sinh thôi, nghe không hiểu gì cả. Nếu cậu bị bệnh, có phải là hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ giết chết vi khuẩn cho cậu đúng không?
À phải, vì thế vũ trụ bị bệnh thì làm sao? Và con người chúng ta chính là virus. Một lý thuyết cao cả, phản khoa học. Có phải là vũ trụ cũng sẽ sinh ra cái thứ gì đó để giết chết chúng ta không? Cái chuyện này, cậu lộc sinh sứ phàm, những thứ cậu học được từ bé về quái vật thiên tài cả tai họa trên trời rơi xuống nữa, đó chính là hệ thống miễn dịch của vũ trụ đấy. Nó chỉ đang tuân theo ý chỉ của chủ thể vũ trụ thôi, để dọc hết sức tiêu diệt sạch con người của chúng ta. Bác sĩ Triệu à, những chuyện anh nói có vẻ tiêu cực quá không gì? Bác sĩ Triệu há rồ rồi, vả lại trạng thái tiêu cực hiện giờ của anh ta cực kỳ không bình thường. Chúng ta đang thảo luận chuyện nguồn ô nhiễm biến gì và sự sơ suất của anh dẫn đến việc các loài vật bị ô nhiễm biến gì. Nếu nên đã hại chết rất nhiều người. Sơ suất sao? Tao là bác sĩ, gặp nơi nào bị bệnh hiển nhiên tao sẽ chữa cho họ. Và nếu như vũ trụ bị bệnh thì tao chính là bác sĩ của vũ trụ. Tao sẽ giúp vũ trụ tiêu diệt loài người, những kẻ đã sinh sản vô tội vạ như những tế bào ung thư. Ô người, so với lũ dòi bò chuột dán trong ống cống còn vạn phần không bằng. À, điên rồi, điên rồi. Nguồn biến dị này là do tao tạo ra. Đây chỉ là một thí nghiệm con của tao mà thôi. Tao chỉ để cho những người dân thành phố làng dương chết hết, rồi tiêu diệt tất cả các thành phố lớn khác sau. Trời đất đã bệnh rồi, nên tao phải chữa cho đất mẹ. Nhân loại này đáng bị tiệt chủng. Tất nhiên, trước khi hoàn thành công cuộc chữa bệnh vĩ đại của mình, tao phải giết chết những con sâu, con bọ dám đi lại một mình ngăn cản tao. Là mày đã. Cảm ơn cái sự ngu ngốc gây thơ của mày. Xử lý mày xong, tao có thể tiếp tục kế hoạch mở rộng ra toàn thành phố rồi. Còn đã, bác sĩ Triệu à, khu ngồi ô phía Nam Thành phát hiện đã bị phong tỏa cách ly rồi. Chứ dù việc này đều là do anh sắp đặt thì cũng không kết tán nó ra được đâu. Có thể phong tỏa cách ly trên mặt đất và dưới lòng đất, chứ làm sao phong tỏa được nguồn nước? Hệ thống cung cấp nước toàn thành phố chắc chắn phải đi qua nơi này. Nguồn ô nhiễm sẽ hòa tan và lây nhiễm đi khắp thành phố làng giường thông qua hệ thống cống đường và ống cung cấp nước. Nấu nước, tắm giặt, làm sạch đường phố, toàn bộ với sinh vật, thương nhất đều phải cần đến nước. Và nước là chỉ vào trong hệ thống ống cống của thành phố. Sau đó, tất cả gián chuột dồi đều sẽ biến gì. Vãi nồi, tao bác sĩ này cũng quá thâm độc rồi. À, mình phải rời khỏi đây, bác sĩ Triệu à. Không phải siêu phàm giả, có lẽ mình sẽ không cản được mình. À, bác sĩ Triệu à, tôi không hiểu những chuyện anh nói lắm. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, ở tối chuồng trước đây. Mày không ngăn cản tao sao? Lần trước có người trong xe bít của bệnh viện, chẳng phải mày cảm thấy chính nghĩa lắm à? Mày không muốn đóng vai anh hùng cứu thành phố này nữa ư? À không đâu, thật ra tôi cũng tham sống sợ chết lắm. Thế loại vô dụng không đậu nổ hậu viện siêu phàm như tôi không xứng đóng vai anh hùng gì đó đâu. Xem như mày thất thời, không thích cản trở công việc của tao. Chỉ cần đổ cái lỗ huyết thành này vào bờ chơi nước là hoàn thành kế hoạch ô nhiễm thành phố rồi. Cho dù chính phủ có tới ngăn cản thì cũng đã muộn rồi. Ý, mẫu quái thú của mình đâu rồi? À, bác sĩ Triệu à, tôi không hiểu những chuyện anh nói cho lắm. Hả? Cái gì? Đây là nhiễm luôn rồi. Đền phải biến hình. Thằng chó, sao mày dám lừa tao? Trả lại huyết thanh cho tao. Quả nhiên thứ này mới là nhân tố thiền chốt. Ý, Minh Hà. Ý, đây là thiên phú siêu phàm của bác sĩ Triệu sao? Tao sẽ giết chết mày. Ý, không đúng. Anh ta lại dám lấy bản thân của mình ra để thí nghiệm biến dị ư? Anh ta cũng biến dị giống như lũ gián chuột dồi kia rồi. Tập 8. Sĩ sát tình đó rồi cho to. Tới rồi. Úi, con súc sinh gian xảo này, khi nãy nó không ý, có ý tấn công mình là muốn chém đứt dây thang dây thôi, cắt đứt con đường trốn thoát của mình à.
Lớn xi măng quyền trọng vị chỉ xuất nguyên tố đông lại cho ta. Tao có thể ngửi được cái mùi máu quái thú, bởi vì dòng máu ấy đang chảy khắp người của tao. Minh Hà, mày có chạy lên trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay của tao. Mày chạy không thoát đâu Minh Hà, mày chạy không thoát đâu. Đồ mạnh yếu của mấy con quái vào biên gì này được quyết định dựa theo đặc điểm thời chúng vẫn còn là động vật. Rồi thì yếu nhất cấp lính, cấp tiếp thì đại gián cấp đầu lĩnh, tiếp là cấp chuột, là cấp tướng. Chuột ma khổng lồ biến dị đã mạnh nhục đến mức mình phải đối phó một cách chật vật rồi. Vậy nói như cái thứ biến dị là một người sống sờ sờ thì ấy là mình không thể đối phó được với bác sĩ Triệu sau khi biến dị rồi. Còn đã, mình không thể chạy vào phía nhóm Lâm Du được. Nhớ đó, bác sĩ Triệu đuổi theo với thực lực hiện tại thì bọn họ sẽ bị mình hại chết mất. Phải dắt người bên phía chính phủ đến lấy máu quái vật. Chị ta nhờ cáo vào chị đó. Đã dọn dẹp xong chỗ này rồi. Hoàng Phong cấp nghiệt diệu, phía tây tòa nhà đồi nát. Chỗ này cũng đã dẹp xong rồi. Tiểu làng cấp nghiệt diệu, chúng ta về thôi. Đến lúc ma lực của tôi cũng đã hết sạch rồi. Liêu Tiểu Hồng cấp nghiệt diệu, vậy thì để tôi gọi mấy con rối của mình về ẩm trộn số tiền thưởng hậu hĩnh rồi. Vậy thì không cần họ trị liệu như tôi ra tay rồi. Không có con quái vật nào gờ gớm hơn à. Vừa nhắc đến đây. Ủi, vụ gì vậy? Cái tên mới tới này miệng quả thật đấy. Không ngờ với cống lại có một tên quái vật biến dị đại trộn. Mau diệt trừ nó đi, tiêu nó để nghỉ ngơi thôi. Wow, có cả quái vật cấp cao nữa, phát tài rồi. Giết chết con quái vật này biến dị thì chắc cũng phải được cả 100.000 tiền thưởng chứ. Chúng ta có 5 người, mỗi người lấy 20.000, nhẹ nhàng hơn giết dò nhiều. Con quái vật gơ tợn này xem ra như mày xui xẻo đi, gặp trúng tổ đội toàn siêu phàm giả cấp nguyệt dạo bộ tàu. Được rồi, cái chữa trị tốt nhất cho chúng mày là đi chầu trời. Tốc độ chậm như thế này làm sao mà tấn công được tàu đây. Nhưng vướng dài tay của Luffy mà. Quả hết nhiệt, kết hồi phục tốt nhất chính là giết sạch sẽ chúng mày. Một đứa Ân Phong, thả cậu ấy xuống. Con quái vật xấu xí gớ tớm nhà mày, thả cậu ấy xuống. Đã tiến hóa theo kiểu con gián thì sao chết được, cắt đầu còn sống mà. Cái gì? Hai đứa đâm đội chết rồi, có vui lắm phải không? Như vậy thì chúng mày có thể cướp luôn cái phần của bọn nó rồi. Đáng tiếc ta đang dội, nếu không ta sẽ chấm rái chơi đùa với chúng mày. Nói đó, tao phải sẽ rắc cái thằng nhóc đó ra từng từng mảnh. Mảnh hả? Tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh. Rồi cuộc đây là quái vật gì vậy? Cấp chủ, đó nhất định là cấp chủ. Chúng ta có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Rõ ràng khi nãy mình mới cắt đuôi rồi bọn chúng rồi mà. Nhưng tại sao mà chúng vẫn có thể tìm ra mình giữa khu phố phức tạp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng dựa theo mùi theo đuôi mình sao? May mà tốc độ của bác sĩ Triệu không nhanh bằng cái lũ khát máu này. Tuyệt đối không thể để thứ này rơi vào tay bác sĩ Triệu được. Trạm sáng, không chẳng biết
có thể kéo được người của chính phủ đến hay không nữa, nhưng có thể làm như thế này thì có thể che giấu được mùi của mình rồi. Quả nhiên là như vậy. Mùi đâu rồi? Tiếng bước chân ngừng rồi. Cái gì? Hết hồn. Rõ ràng bà con quái vật kia đuổi sai hướng rồi. Chỉ có khấu giác của con này là thứ nhất nên mới phát hiện ra mình. Cũng có nghĩa đây là con quái vật lạc đàn. Chị mãi cũng không có ích gì cả. Không diệt trừ con quái thú có khấu giác nhanh nhạy nhất thì mình có trốn đến đâu cũng sẽ bị tìm nhìn thấy. Phải diệt trừ nó. Tuy mình còn phải tiếp xúc với chất đặc biệt nào đó thì mới có thể phát huy được quyền huyền linh kỹ với thuộc tính tương ứng được. Lưu toàn quyền trước khi tiếp xúc với axit sulfuric. Liệt diễm quyền là tiếp xúc với lửa lớn. Bảo lăng quyền là tiếp xúc với nước. Mà trong siêu thị này chẳng có chất liệu gì hiệu quả cả. Nhưng bây giờ mà ra ngoài lại có nguy hiểm, bị những con quái vật khác phát hiện ngay, nên đành phải chơi tay không với nó ở trong này thôi. Chết nè. Một lui. Tập 9. Một chơi một thì vô tư. Cùng cái lúc đó thần nhảy Minh Hà này, xem ra phải cho chúng mày tiến hóa thơm nữa thì mới dễ bề đối phó với cái con chuột gian xảo đó rồi. Ăn nó đi. Sau khi tiến hóa thì khấu giác cũng thính hơn rồi nhỉ. Tìm ra nói cho tao, phải giữ cho nó còn sống. Chẳng phải mình đã giết chết con có lỗ mũi thứ nhất rồi à? Sao bác có còn lại vẫn có thể đuổi theo mình đến đây được chứ? Kỳ lạ, hình như tiếng con của bọn chúng hơi khác, nghe có vẻ đáng sợ hơn trước thì phải. Nơi này được đấy. Địa hình thì phức tạp, dù có bị đuổi theo thì cũng có thể đánh lạc được hướng lũ quái vật này. Chỉ còn ở bên trong này có chất xúc tác huyền quyền thì thực lực của mình cũng sẽ tăng vọt. Dù sao thì cũng đã bị đuổi theo đuổi băng mùi rồi, không còn phải khiến bản thân chịu khổ thêm nữa. Lỡ đâu nhìn thấy lửa thì con chút kịp hấp thụ thì mình đã bị thiêu cháy trước rồi chứ. Đi đường vòng trốn tránh thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng thì bọn chúng muốn tìm ra mình thôi. Nhìn tốt nhất mình cũng không nên dừng lại ở đây lâu, kế giờ khoảng cách trước đó, sau đó thì tạo nên cách biệt về thời gian đã. Việc chết được vai vật đó rồi thì bác sĩ Triệu cũng không làm gì được mình nữa. Kỳ quái gì thế này, sao nó lại lớn tới mức này chứ? Hình như con huyết lâu quái này tiến hóa rồi, sức mạnh của nó đã tăng lên hơn trước rất nhiều. Nhưng tốc độ lại chậm đi lại, mình vẫn có thể miễn cưỡng né tránh được đòn của nó. Quái vật ngon thì nhào vô kiếm ăn. Thách tao hả? Chết chật, ba tên rồi. Biệt nhé. Đường ray này khá là chật hẹp, giao chiến của bọn chúng ở đây.
Sẽ đảm bảo được một đối một. Đợi lên đến điểm cao nhất thì một chiêu hốt gọn bọn chúng. Huyền Việt chiết xấu nghi tủ sắc. Chúng mày là nghĩ tàu không dám đến với chúng mày đi à? Chết đi, quái vật. Một đứa. Đây là uy lực của huyền quyền sau khi hấp thụ thuộc tính kim loại sao? Lại có thể đấm tủng một quái vật cấp bậc này luôn. Hiệt lực ngoại tiên hóa chứ ít cũng phải đạt đến cấp chiến tướng đây nhỉ? Tới đi nào. Muốn vòng ra sau lưng tao sao? Quá được rồi, tình tiếp. Chết đi. Giáp sư sao? Lũ quái vật này có thể tiến hóa nhanh đến thế ư? Dạ, bột giáp xương. Tại sao ngay cả đằng sau đầu cũng một xương vậy? Kết cấu của nó cũng quá lộn xộn rồi đi. Bị bao vây rồi. Dạ. Chết rồi. Đến bì. Chết đi. Biết quỳ đổ rồi ư? Phòng giám sát. Nơi này vẫn còn điện à? Tốt quá rồi. Vậy thì ở đây tiêu diệt bác có còn lại đi. Ở độ cao này mà rớt xuống không chết thì cũng gãy chừng. Một con cuối cùng. Xuống đây đi. Sư học sinh này là ký sinh trùng ở trên người bác sĩ Triệu. Chết rồi thì ông ta cũng chỉ mất một vài miếng thịt. Bất luận thì lại tìm đất thì cả hai đều sẽ ngã chết. Dù có đồng quy vô tận với tôi thì ông vẫn chẳng thắng được đúng chứ? Nếu như có một người làm đệm thịt thì kết quả sẽ không thay đổi. Ra tay với mình cũng nặng thật. Con súc sinh này tự cho mình là đúng. Minh Hà, Minh Hà, tại sao gọi mãi mà cậu không bắt máy vậy sao? Cậu không sao chứ? Điện thoại tôi đã tắt tiếng rồi. Phía chính phủ đã tìm thấy một tòa nhà làng vĩ mà cậu nói rồi. Họ đang tiến hành công chế toàn bộ tòa nhà. Bọn họ bên trong đã phát hiện ra một số sinh vật bị nhiễm độc nghiêm trọng. Bọn họ hiện đang trong quá trình thanh trừ. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa tìm thấy cậu và bác sĩ Triệu. À, tôi đang ở bên ngoài công viên giải trí. Bác sĩ Triệu là người một tay sắp đặt chuyện này. Nhiễm độc lần này, ông ta còn định mang cả hít thở nhiễm độc đến cống thoát nước để cho toàn bộ cống ngầm dưới thành phố Lan Dương đều bị nhiễm độc. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà bác sĩ Triệu có thể làm việc ác độc như vậy được? Tập 10. Tôi lấy được huyết thanh rồi. Huyết thanh này có lẽ là nguyên nhân của sự nhiễm độc. Đa số sinh vật bị nhiễm vào huyết thanh này đều đồng thời biến ra dị năng và kháng thể. Một số chuyên gia của chúng tôi có thể từ huyết thanh này điều chế ra được thuốc giải. Vì vậy toàn bộ sinh vật bị nhiễm độc trong thành phố Nam Thành có thể hồi phục rồi. Vậy thì loại huyết thanh này rất quan trọng nhỉ?
Đúng đấy, bây giờ cậu đang trong vị giải trí phải không? Tôi lập tức gọi người của chính phủ đến tiếp ứng cho cậu. À không không không, cô gọi bọn họ đến tòa cao ốc Nam Thành đi. Tôi đang bị bác sĩ truy đuổi rồi, không thể cứ ở lại đây được. Bác sĩ Triệu cũng bị biến dị rồi. Cô bảo phía chính phủ phái một cao thủ tới. Nếu như không, toàn bộ đều sẽ bị ông ta giết hết. Ok. Minh Hà, mày quá nhiên đã chạy đến đây rồi. Bác sĩ Triệu. Chào nhé, Minh Hà. Mày có nhìn thử, người phía trên là ai à? Minh Hà, một cứu bọn tôi. Trương Đường tình cờ đồng phải bọn chúng, vốn dĩ là muốn giết luôn rồi. Nhưng mà bọn chúng lại bảo có quen mày, nên tao định phải giữ cái mạng bộ bọn chúng lại. Cứu bọn tôi với Minh Hà. Còn với bọn này nhắm vào cậu, bọn tôi vô tuổi. Ây, tôi vẫn chưa muốn chết. Minh Hà, con mau chạy đi. Con không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn là quái vật cấp chủ đó. Cơ tờ với làm sao đây? Mình không đánh lại bác sĩ Triệu sau khi biến dị, có thể bỏ mặc ba kẻ vô dụng kìa. Ôi, nhưng không thể bỏ mặc Lâm Du Du lại được. Kéo dài thời gian chỉ có thể cầm cự đến khi người của chính phủ tới thôi. Như thế thì mọi người đều có thể sống sót. Tên nào trong số bốn người này có ai mày quan tâm không? Bạn gái à? Để tao đoán xem là ai nhé. Các con đoán nữa hay sao chứ? Chắc chắn là cô gái bảo mày chạy đi rồi. Cậu không phải, chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi. Nói như chỉ là bạn bè thì có đáng liều mạng như thế này không? Con người và súc sinh có chỗ khác nhau, nên anh không hiểu được đâu. May mắn tao là đồ súc sinh à? Lúc trước, ở dưới đường cống ngầm, anh nói nhiều chuyện linh tinh với tôi đều cảm thấy rất là nực cười. Anh thấy sự sống và con người là mầm bệnh, tế bào ung thư đang bào mòn và gây bệnh cho chủ thể vũ trụ. Nhưng theo tôi thấy, bởi vì có sự sống thì có con người, nên mấy vũ trụ cô độc mới có thêm sự sống. Sự sống là mầm tiến hóa của chủ thể vũ trụ, mầm non tiến hóa. Con người tiến hóa chỗ nào? Văn minh và tư tưởng đều đang tiến hóa, bao gồm cả bản thân chúng ta. Do đó con người mới sản sinh ra siêu phàm giả. Siêu phàm giả chỉ là con virus ngoan cường có tính đề kháng mà thôi. Không thể không thừa nhận có một số virus rất là khó giết, thậm chí bọn chúng còn sở hữu cái khả năng biến dị trở nên mạnh hơn. Chắc là đang nói xéo mình đây. Hai chúng ta mỗi người một ý, vả lại đều không thể chứng minh được ý của bản thân. Vậy rất đơn giản thôi, ai mạnh thì người đó đúng. Có điều tôi là con người, là siêu phàm giả, còn anh diện cho ai gọi là cái gì vậy? Vũ trụ thiên quyền. Vũ trụ thiên quyền tiêu diệt loài người. Được thôi, đây là huyết thanh, anh đánh thắng được tôi thì huyết thanh này thuộc về anh. Không biết tự lượng sức mình. Nếu đấy có một học sinh thi trượt học viện siêu phàm như tôi mà anh cũng không thắng được, thì đừng có tự tẩy não bản thân bằng cái tín ngưỡng nực cười đó nữa. Nói trắng ra thì anh chính là tên cặn bã súc sinh vô dụng trong số con người chúng ta mà thôi. Có cần phải phiền phức thế không hả? Mày không vào ra thì tao giết hết bốn đứa chúng nó. Vậy anh giết bọn họ đi. Bốn người bọn họ vốn là học viện của học viện siêu phàm, ngày đầu tiên đã học nhập thì đã phải lấy tính mạng ra của bản thân đã ra để thừa là sẽ bảo vệ đất nước thành phố dân chúng, không tiếc điều gì. Ai nói là nói thế thôi. Dùng tính mạng của bọn họ để lấy sự bình an của toàn dân người thành phố Lan Dương là xứng đáng. Được, vậy thì tao sẽ giết hết bọn chúng. Bẻ một cảnh xuân sườn ra là vũ khí. Một thằng. À chưa. Ôi, tại sao lại là tôi chứ? Lần này ta sẽ đâm nát cái mặt người bạn xinh đẹp của mày. Ấy chà chà, lết rồi sao? Nếu mày còn chạy nữa, tao sẽ đập bộ nó tại tổ ông đó.
Cứu mạng à Minh Hà, bố chạy đi, tôi không muốn chết. Đã ghé tới này mà chạy thì đuổi theo rất là phiền phức. Tuy tốn chút thời gian, nhưng mà vừa hay hành hạ hắn, nuốt trôi cục tức này. Quay lại đi, tao đồng ý với mày. Chẳng qua đến nhau thì được, nhưng nếu mày lại chạy lần nữa thì cuộc chiến này trở nên vô nghĩa rồi. Đây chính là đấu trường của chúng ta cỡ từ bây giờ. Mày bước ra khỏi ranh giới là một lần, tao chỉ giết một đứa bạn của mày. Nói được làm được. Được. Nếu như mày thắng được tao, tự nhiên có thể cứu được bọn chúng. Đương nhiên, còn có thể trở thành vị anh hùng đã cứu toàn bộ thành phố Lan Dương này nữa. Chỉ đáng tiếc là mày quá yếu. Thằng này đấu bằng xương không à? Giống cái thằng gì trong Naruto đánh vậy. Tao nghe nói mày nhập viện là vì không phải đậu bài thi tuyển, chọn vào việc ao viện anh hùng, mà cấp sám trò không thông qua. Sau đó thì gặp tai nạn cũng đưa vào bệnh viện của tao. Vừa khéo buổi phẫu thuật của mày cũng là do tao thực hiện. Mày chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, từ thất bại ngay cả cuộc tuyển chọn anh hùng cũng không đậu. Không ai đến thăm mày, bạn học của mày cũng chỉ là thương hại mày mà thôi. Chuyện đáng được cười hơn nữa là không ai quan tâm đến mày, ngoại trừ cái lần bị thầy ép đi tàn hoa ra. Thì trong cả cái năm đó, số người đến thăm mày chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mau chạy đi. Đáng ra, một năm trước mày đã chết rồi. Hà tất cứ phải tỉnh lại chứ. Chứ dù bây giờ mày có tỉnh lại rồi thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Mày mà bước ra khỏi ranh giới một lần, tao giết một đứa bạn của mày. Nói được làm được. Đối với thế giới này, mày chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Chờ nó đi chết đi. Cái gì? Con chuột đáng ghét này. Ông khiến tôi cảm thấy buồn nôn đấy. Ông mới là đồ dơ dẫy đáng thương. Thì ra máu của mình là chất xúc tác có huyền quyền mạnh nhất à. Huyết sát quyền. Minh Hà, cơ hội im có, mau giết con quái vật biến dị đó đi. Minh Hà, có bọn tôi trước đi, có bọn tôi trước đi mà. Tôi dập máu chết rồi. Minh Hà, cậu mất máu còn nhiều hơn cậu. Hai người các cậu đúng là đồ yếu đuối mà. Minh Hà, cậu xử lý vết thương trước đi, cậu mất máu nhiều quá rồi. Bọn mày ồn quá. Để tao giải quyết xong Minh Hà, là tao cho bọn mày xuống đón tụ cùng hắn luôn. Ý, thiên phú của mày là quyền đúng không? Hử? Quyền của mày rất mạnh, nhưng mà vô dụng với tao thôi. Nhớ lúc tới bệnh viện thì mày dùng liệt diễm quyền để giết chết con chuột biến dị. Hấp thụ các chất xúc tác khác nhau, quyền của mày sẽ phát huy ra hiệu quả khác nhau. Đúng là một thiên phú thú vị. Nhưng mà để đối phó với cấp chủ như tao đây vẫn chưa đủ. Hấp thụ các loại xúc tác khác nhau thì có thể phát huy ra quyền khác nhau. À đúng rồi, năng lực thiên phú của Minh Hà chỉ là cấp sám trâu mà thôi. Hình như là may mắn gì đấy, không có năng lực chiến đấu. Làm sao mà tôi biết được chứ. Tóm lại là cậu ấy hiện tại mạnh hơn chúng ta nhiều. Minh Hà, dùng thêm tí lực diệt chết con quái vật này đi. Thực lực của tao bây giờ là cấp chủ, chứ không phải là cái con gián con dồi mà mày hay giết đâu. Mấy cái quyền vớ vẫn cấp làm linh con mày đây, không thể nào thắng nổ tụi tao, nổi tao đâu. Mày có thích cái cảm giác mà dùng toàn lực rồi nhưng vẫn bị kẻ khác tùy ý khi dễ chứ? Mày trùng quỳ vẫn chỉ là kẻ yếu. Bọn siêu phàm giả cũng vậy,
Bộ Ngụy Lâm sao có thể so sánh được với tàu chứ? Còn nữa, ta không phải chỉ có một mình mày biết dùng quyền lực thùy đâu. Hử? Sau khi hắn dùng quyền chuyển sang quyền thì tốc độ cũng nhanh hơn. Hử? Tặng cho mày một phần lễ vật. Nhiều gai sư như vậy làm sao mà không trúng được chứ? Xí chút nữa thì quên mất. Mày có một thiền phú ẩn là may mắn. Mày xác thực là mạng lớn đấy. Nhưng mà mày chỉ còn trúng một chiếc gai sư. Không chết thì cũng tàn phở. Cái năng lực mày mắn này xem ra còn có chút hữu dụng. Nhưng mà bản của mày thì lại không có may mắn như thế. Ông định làm cái gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi hay sao? Thanh niên tỉnh dậy sau một năm có sức mạnh siêu bá, siêu phàm tiến hóa. Trong thì 16. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ta vẫn luôn tuân thủ đúng điều kiện mà. Mày nhìn thử xem, bây giờ mày đang đứng ở đâu đi? Không muốn, mày bị đánh bay ra khỏi ranh giới rồi. Vì sự vô dụng của mày nên đứa bạn của mày sẽ bị chết. Được, được mà. Đi. Đồ súc sinh. Vô. Đừng có căng thẳng như vậy chứ. Từ góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp như tao cho thấy, chỉ còn không nhổ cái xương kia ra thì cô ta sẽ không chết ngay lập tức đâu. Đương nhiên, nói trong 5 phút mà không được nhận điều trị thì cô ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Vậy thì nói trong 5 phút tôi chắc chắn sẽ giết ông. Trần Quỳ thì vẫn chỉ là thiên phú cấp làm linh mà thôi. Hử? Năng lực của mày có gì đến thế thôi? Dù mày có tiêu hao hết số máu trong cơ thể cũng không đủ đâu. Chết đi. Tao không ra tay cho mày đánh thì mày rất nhanh thôi cũng sẽ bị mất máu mà chết. Cái dáng vẻ giống hết toàn lực của mày trông thật là nhợt nhạt. Thật là đáng thương, y chang như lúc mày vừa bị đưa vào bệnh viện vậy. Mày có biết không, bác sĩ bọn tao ghét nhất là mấy cái kẻ tự sát không thành như mày. Tự sát dễ như vậy, còn không làm được gì thì sống làm cái gì chứ? Rõ ràng là bản thân mày muốn chết, vậy mà có phải vào viện để bác sĩ bọn tao cứu giúp. Lãng phí biết bao nhiêu là tinh lực đáng quý của một bác sĩ bọn tao. Chẳng qua cũng chỉ là một con sâu đáng thương, căn bản không ai quan tâm đến mày cả. Mày đúng là nhu nhược, vô dụng, đã tự sát rồi mà còn thất bại nữa chứ. Mày có biết vì sự thất bại của mày mà người thân của mày phải thường biết bao nhiêu là phiền phức không? Chỉ có mày vì mày mà vứt bỏ đi cả tôn nghiêm. Lúc đòi nợ tiền thuốc của tao, quỳ xuống khóc lóc trước mặt tao, khóc lóc cầu xin tao đừng có lôi mày ra khỏi bệnh viện. Rõ ràng mày với chị của mày sống ở cái tầng lớp thấp nhất của cái thành phố này, phải đi làm thuê, làm mướn, cất lực cho những người có quyền có thế. Tại sao? Tại sao phải làm như thế chứ? Cái vẻ vĩ đại như vậy chứ hả? Để tao kết thúc cái cuộc đời đáng thương của mày đi. Mày không cần phải thơm gánh nặng cho người khác nữa. Sườn cốt. Mày, cái đồ nhỏ bé không đáng được chú ý đến. Cựu lực báo trùy. Niễn áp. Không tội, nhưng mà tôi lại rất tiếc.
Mày lấy ra khỏi danh giới rồi. Mày còn sống sau cô gái đó của tao thì có nghĩa là đã có thêm một đứa phải chết. Điều thứ nhất, tôi không có tự sát. Tôi cũng trân trọng quý mạng sống của mình như bao người khác. Không quan trọng nữa rồi. Mày lợi hại một đứa bạn của mày chết rồi. Điều thứ hai, cái không được người khác quan tâm không phải là tôi, mà là ông đó, bác sĩ Triệu à. Chỉ có tôi vứt bỏ đi tội nghiệp câu xin ông là bởi vì chị ấy quan tâm tới cái đứa em trai này. Không sao đâu, chứ dù cả đời này em không tính lại đi nữa thì chị vẫn sẽ đến thăm em. Lúc xảy ra biến gì, toàn bộ nhân viên trong bệnh viện ai cũng đều chạy bán sống bán chết. Chỉ có y tá Tống không vứt bỏ một người bệnh nhân nằm một năm rồi mà không tỉnh dậy. Hậu viên bất tỉnh phòng 409 đã bị bỏ lại. Thậm chí nếu anh ấy không tỉnh lại, mình cũng không thể bỏ mặc anh ấy. Mọi người giúp đỡ Minh Hà đi. Tôi không vứt bỏ bạn học của mình là vì Lâm Du Du đã vì tôi mà kêu gọi toàn bộ mọi người trong lớp quyên góp một số tiền không nhỏ. Vậy thì sao? Cô bạn kêu gọi quyên góp của mày sắp chết trước mặt mày rồi đấy. Điều cuối cùng là thiên phú của tôi không phải chỉ là cấp làm linh thôi đâu. Cứ cho là cơ thể của ông có thể tự hồi phục, nhưng mà mỗi quyền tôi đánh trên người ông đều lưu lại một quyền ấn. Tổng cộng đã lưu lại 49 quyền ấn rồi. Trung cực áo nghĩa, tịnh ngón quyền mụ, trung cực hồn nghĩa, thiền phú cấp tử, tử phất. Ta đường đường là kẻ đại diện cho thiên quyền, vậy mà lại bại dưới tỷ. Một tên phế vật ngay cả tỷ ông viện siêu phẩm cũng không đậu. Quả thực bây giờ tôi nhỏ bé không đáng được chú ý. 17. Nhưng vẫn vĩ đại hơn gấp vạn lần cái tên khiến cho người khác buồn nôn nhiều. Cấp tự phách, thiên phú của Minh Hà là cấp tự phách ư? Không nhận thế, cô ấy còn thi triển được trung cực hồn nghĩa nữa. Mạnh quá. Minh Hà, cậu mạnh quá, tôi cảm ơn cậu. Ui, đám một viện bị mù hết rồi sao? Cậu lợi hại như vậy mà không kiểm tra ra được. Hệ thống kiểm tra này có vấn đề rồi ư? Chắc chắn là giám thị kiểm tra có vấn đề rồi. Minh Hà, tớ sẽ chết sao? Không đâu. Người bên chính phủ sắp đến rồi. Minh Hà, cô lợi hại quá, bốn tế vậy mà lại không biết. Người bên chính phủ đã đến rồi. Đừng có nói nữa. Bọn tôi ở đây, bọn tôi ở đây. Mau, tôi đi qua xử lý những người bị thương. Cậu đi giải quyết những con quái vật kia đi. Ở đằng này một có người bị thương kìa, Long Sinh. Chỉ huy lật lầm. Mau lên, bên này. Vậy cậu tránh ra một bên đi để nhân viên y tế xử lý. Cái gai xương này vẫn chưa rút ra, kịp thời xử lý chắc là không gây nguy hiểm tới tính mạng. Vết thương của cậu cũng rất nặng, để chúng tôi xử lý vết thương cho. Chuẩn bị truyền máu, sắp xếp nhanh lên đi. Lúc chúng tôi đến đây thì đó được sống năng lượng của sinh vật cấp biến dị cấp chủ. Các cậu toàn bộ đều còn sống là may mắn lắm rồi. Sinh vật biến dị cấp chủ đó chạy đi đâu rồi? Bây giờ đã an toàn rồi. Lâm Kinh Vũ cấp nhật miệng. Chấp hành nhiệm vụ không thể qua lo như vậy đâu. Con quái vật này các khả năng đã mai phục ở gần đây. Còn quái vật đó đã chết rồi. Thi tục của nó nằm trong cái hố kia. Là người biến dị, chắc là lợi dụng nguồn ô nhiễm tiến hành cải tạo biến dị làm bản thân. Chết rồi. Sao lại chết rồi, lại với nó. Là cậu. Là tôi. Tôi chính là người đã báo cáo chuyện này lên cho các cô. Tôi tên là Minh Hà. Đây là nguồn ô nhiễm nước tôi trộn được tên trên người của bác sĩ Triệu. Ông ta muốn đổ cái thứ này vào hệ thống thoát nước. Ý. Làm sao mà cậu làm được? Thì tôi nhân lúc ông ta không chú ý, đút tay vào túi áo của ông ta thì lấy được thôi.
Ôi, cái tôi muốn hỏi là cậu làm sao mà có thể giết được sinh vật biến dị chủ cấp cơ? Thì dùng quyền thôi. Nè, đã bảo là đừng có cứ đốc luôn mà. Năng lực siêu phàm của tôi là quyền. À, đi đã. Tôi hỏi cậu nè, cậu là siêu phàm giả cấp mấy thuộc đội nào? Cấp tình hình kiến tập. Nồi lẩu, cậu có biết là không lâu trước đây con quái vật này đã giết chết mấy vị siêu phàm giả cấp nghiệt diệu hay không? Trường Hòa, Minh Hà thực sự vừa mới trở thành siêu phàm giả. Ai, băng bó xong rồi đó, cậu cứ cơ động mãi là tôi băng bó khó quá. Mà cậu ấy ngay cả thi vào vị siêu phàm cũng không nổi. Thì ra là cậu. Ừ, là tôi cái gì? Chính là cái tên học sinh vô cùng hùng hằng không nghe lời chỉ huy của tôi ở đầu bên kia điện thoại hôm ấy. Cậu chẳng phải là vị anh hùng là cứu cả cái đám bác sĩ của bệnh viện chúng tôi sao? À, tên cậu là Ninh Hà hả? Lúc nãy cậu đã dính đầy máu quá nên tôi không nhận ra. Xem ra lần này cậu chính là vị anh hùng đã giải quyết mối nguy cơ lớn cho thành phố Lan Dương này rồi. Bọn siêu phàm giả cấp cao như bọn tôi đúng là không có mắt dùng võ mà. Tôi chỉ là cố gắng kéo dài thời gian, bảo vệ thật tốt bằng học của tôi thôi. Ồ, cậu có hứng thú gia nhập vào tổ chức chính phủ siêu phàm giả của chúng tôi không? Đãi ngộ cực kỳ tốt, lương cũng cao, cực kỳ nha. Đồng nghiệp ai ai cũng đẹp như tiên. Follow đi nào. Ừ, liêm sĩ đi đâu hết rồi? Cậu nói cái gì? Trương Hoàng à, cô mà đi so sánh với bọn họ sao? Chê chê chê. Cậu cứ con nhắc đi. Cậu tên là Minh Hà có đúng không? Sống ở khu Nam. Học viện sư phạm không cần cậu, nhưng tổ chức chính phủ chúng tôi luôn hoan nghênh cậu gia nhập. À, tôi sẽ cân nhắc. Tôi sẽ cân nhắc. Úi, cậu ấy chắc là bị tiêu hao quá độ thôi. Bị thương nặng cộng với việc mất máu quá nhiều nên đã hôn mê rồi. Mau di chuyển đến bệnh viện đi. Cậu đi chuẩn bị phóng viên để họp báo. Bản tin nhanh. Trải qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của hiệp hội Học viện siêu phàm, hiệp hội thời sàng tổ chức chính phủ, đây là bản tin nhanh. Thành phố Lạng Dương cuối cùng đã được giành thắng lợi. Toàn bộ biến dị ở khu Nam ở thành phố Ngoại ô Lạng Dương đã được dọn sạch sẽ. Trong đó có một vị siêu phàm giả đã lập được một công lớn. Cô ấy đã tìm ra được nguồn ô nhiễm và kịp thời ngăn chặn chúng phát tán. Vị anh hùng này đang hiện nhận đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn bệnh viện thành phố Lan Dương. Mình không thoát khỏi cái số khổ ở trong bệnh viện mà. Và cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Cậu đã hôn ngày 2 ngày 2 đêm rồi đó. Bọn tôi cứ tưởng là cậu không tỉnh lại nữa rồi chứ. Ô, bác sĩ Tống à, sao lại ở đây? Tôi được điều qua đây để chăm sóc cậu. Bây giờ cậu đã là anh hùng của thành phố Lan Dương rồi. Bên ngoài có rất nhiều người phỏng vấn, muốn phỏng vấn cậu đó. 19. À đúng rồi, Lâm Du Du đâu? Tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Cô ấy thì vẫn đang được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực. Tôi đã giúp cậu hội bác sĩ điều trị chính của cô ấy rồi. Cô ấy đã thành công qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Tiếp theo chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được. À vậy thì tốt rồi. Ừ, sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Tổ chức chính phủ Lý Tướng Quân. Bà sao? À, đã khỏe hơn nhiều rồi. Chẳng phải là chuyện lớn gì cả. Thể chất của cậu ấy rất tốt. Tốc độ phục lại nhanh hơn rất là nhiều so với người bình thường. Tốt quá rồi. Như vậy thì càng thích hợp với tổ chức chính phủ của chúng tôi hơn rồi. À, chúng tôi cần nhất là những siêu phàm giả có thể chất biến thái như cậu đó. Minh Hà, cậu phát hiện được âm mưu của Triệu Như Hoa, kịp thời ngăn chặn được nghi cơ phát tán ô nhiễm khắp thành phố. Đầu tiên, tôi thay mặt tổ chức chính phủ của thành phố Lạng Dương cảm ơn những đóng góp to lớn của cậu. À, là chuyện nên làm thôi. Tống là mà hôm nay vừa hay tôi được nghỉ, hay là chúng ta đi ra ngoài đi đâu đó ăn đi. À, được, được thôi, lâu rồi cũng không đi cùng cậu đi dạo phố. Trà sữa hải sản đồ ngọt mỗi món thì cũng không được thiếu nha. À đi thôi thôi, hôm nay tôi mời.
Ngài có chuyện gì quan trọng còn nói riêng với tôi sao? Sao cậu biết tôi có chuyện quan trọng còn nói với cậu? Vì nữ trưởng hoàng đó chắc không phải là mượn cớ để đưa y tá tống đi rồi sao? À, năng lực quan sát của cậu thật là tốt. Tôi đã hỏi y tá Tống và bạn của cậu về tình hình của cậu và bác sĩ Triệu rồi. Luận thực lực chân chính thì cậu cùng lộ mới đánh bại được Triệu Thư Hòa. Nhưng cậu lại thực sự đánh bại được hắn, chắc hắn là khó khăn cho cậu rồi. Rất nhiều siêu phàm giả vẫn còn có tư tưởng là đẳng cấp siêu phàm, giá càng mạnh, càng cao thì càng mạnh. Xin lỗi chứ tôi không nhận tầng mình. Nhưng thực ra lại không phải vậy. Siêu phàm giả không những cần lợi dụng tốt khả năng siêu phàm của mình, mà còn phải biết sử dụng trí tuệ của mình nữa. Cậu đã làm việc đó rất là xuất sắc. Chắc là do tôi có thiên phúc ẩn là may mắn. Tôi may mắn hơn người thường một chút thôi. À, cậu đừng có khiêm tốn nữa. May mắn thì chỉ có thể đảm bảo tính mạng của cậu một lúc thôi. Cậu với Triệu Như Hoa, đấu trí, đấu cũng lâu như vậy. Chắc chắn không phải chỉ giờ là dựa vào may mắn. Ngài quá lời rồi. Minh Hà, không biết Triệu Thư Hòa có nói gì với cậu không? Ông ta còn nói là mấy cái chuyện thật là bệnh hoạn. Cái gì mà con người là tế bào ung thư. Vũ trụ vốn không nên tạo ra sinh mệnh. Bốn sinh vật xâm nhập vào trái đất. Đó chính là thống miễn dịch của chủ thể vũ trụ. Thiên viện phụ trách việc giết chết toàn bộ nhân loại chúng ta gì đấy. Bởi một ngày nào đó xuất hiện sinh mệnh, đó là việc cả khác gì với vi khuẩn sinh sôi bên trong vũ trụ này. Con người là vô vi khuẩn, giống như là các tế bào ung thư, là thiên quyền. Hắn nói như vậy không hoàn toàn là do hắn bị điên. Ồ, theo như những gì chúng tôi nghiên cứu được thì bọn quái vật xâm nhập vào thế giới của chúng ta đều đến từ sao băng. Mỗi một ngôi sao băng đều ẩn chứa một số chủng vật mang tính uy hiếp đến sinh tồn của con người. Là sinh vật thì đều có bản năng, mà bản năng của toàn bộ thiên mệnh, sinh mệnh ở trên đất chính là sinh tồn. Nhưng cậu có biết cái năng lực lớn nhất của bọn quái vật bên trong sao băng từ vũ trụ bay đến là gì không? Là giết chóc. Phải, bản năng của bọn chúng chính là giết chóc. Giết chóc cho đến khi nhân loại chúng ta tuyệt diệu triệt đỡ mới thôi. Lý Tương Quân à, chẳng lẽ nhân loại chúng ta thực sự là tế bào ung thư của vũ trụ hay sao? Sinh tồn là bản năng lớn nhất của nhân loại chúng ta, mà căn bản lớn thứ nhì của chúng tôi tìm tội, thì không thể trả lời câu hỏi này của cậu, bởi vì nhân loại chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu vũ trụ. Chân tướng là gì? Ngay cả siêu phàm giả cũng có trình độ cao nhất hay là nhà vũ trụ học đều không có cách nào để trả lời câu hỏi này của cậu. Nếu như vũ trụ này thực sự không cần chúng ta nữa, muốn chúng ta diệt vong thì chẳng khác nào thì chẳng cần phải bàn cho chúng ta sức mạnh siêu phàm. Đó, siêu phàm giả của nhân loại chúng ta hoàn toàn không có năng lực để đối kháng với lũ quái vật vật để làm cái gì cả. Phải đi, ngài nói đúng. Nhân loại chúng ta đều là siêu phàm giả, chính là chứng cứ có sức mạnh thuyết phục nhất để phản bác lại cái phỏng đoán này. Có lẽ nhân loại chúng ta mới là tế bào ung thư sống của vũ trụ này, còn bọn quái vật kia mới là vi khuẩn. Vậy công cuộc tìm kiếm nhân chân tướng cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể đi bị đánh bại bởi bọn quái vật này. Siêu phàm à, siêu phàm giả này sẽ là người bảo vệ ô tống chúng ta, để cho ngọn lửa của nền văn minh nhân loại sẽ tiếp tục cháy mãi. Tôi bây giờ cũng chỉ là một siêu phàm giả, tuy nhiên tôi vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ toàn bộ nhân loại này. Nhưng ít nhất tôi cũng sẽ bảo vệ được những người thân bên cạnh mình. À, nói chuyện đến đây thôi, tôi có hai chuyện còn xác nhận, hy vọng cậu sẽ hợp tác. Ừ. Chuyện thứ nhất, một năm trước, tổ thiên văn của chúng tôi đã thăm dò được một ngôi sao băng, được mệnh danh là thần nữ. Sau khi nó tiến vào tầng khí quyển của chúng ta, thì đột nhiên lại thì đổi quy tích rồi.
sau khi tiến vô vùng trời thì nổ tung. 21. Mà cậu lúc đó lại không khéo là ở ngay cái gần cái hố xà băng rồi đó, vì cũng thế mà hôn mê suốt một năm. Thì rất là như vậy. Lúc đó cậu đã thấy gì? Chỉ nhìn thấy ánh sáng chói mắt của nó che lấp cả bầu trời. Rất nhanh sau đó tôi liền mất đi ý thức. Ồ, thật sự là không nhìn thấy gì sao? Lúc sợ bằng rời thì không có thứ gì xuất hiện khác đúng không? Không có, tóm lại là tôi không thấy. Chẳng lẽ ngôi sao băng này cũng có quái vật gì vô cùng nguy hiểm nào sao? Chúng tôi đã phân loại cái tai họa thành 12 cấp, từ 1 đến 12. Tai họa cấp 1 có sắc, phá hoại là giống như là một cơn lốc xoáy vậy. Mà chuyện quái vật biến dị ở khu Nam ngoại ô, thành phố Lan Dương này đều sắp xếp vào tai họa cấp 3. Mà Triều Thừa Hòa vốn dĩ là muốn lợi dụng việc làm ô nhiễm đường ống nước để thăng cấp lên tai họa cấp 6. Nhưng mà may là cậu đã kịp thời ngăn cản hắn lại. Chuyện biến dị này nghiêm trọng như vậy mà chỉ mới cấp 3 ư? Ngôi sao băng thần nữ mà chúng tôi giám sát, sau khi điểm kiểm tra sơ bộ chúng tôi quyết định xếp nó vào tai họa cấp 9. Cấp 9. Đúng, nó có thể phá hủy nguyên cả một tỉnh, thậm chí cả một khu Hòa Nam này. Đáng sợ quá. Bản thân sợ bằng rơi vào thì không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là vật nó mang theo. 5 năm trước ở khu Hòa Nam, chúng ta đã xuất hiện một tai họa cấp 8 bên trong ngôi sao băng. Đó là một con quái vật địa cấp. À đúng rồi, nguồn ô nhiễm lần này thực ra chính là máu của con quái vật địa cấp đó. Lô máu này của một thường nhân nằm đó giấu làm của riêng. Máu của quái vật địa cấp liền có thể khiến cho một thành phố phải chịu ảnh hưởng như vậy ư? Cho nên vật bên trong thần nữ cũng đáng sợ như thế, thậm chí còn là một mối uy hiếp đến cả nhân loại. Tổ chức của chính phủ chúng ta đã tìm tới một cái hố thiên thạch rơi rất lâu rồi, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Cậu vừa lại là người chứng kiến gần nhất, vừa là người bị sao băng đập trúng. Tôi chỉ muốn hỏi cậu được một vài manh mối quan trọng thôi. Thật là ngại quá, trên người tôi xác thực là không có manh mối nào có giá trị cả. À không sao, tôi cũng chỉ đến hỏi cho chắc thôi. Vậy thì trên ngôi sao băng đó có thể mang đến là một ngôi sao băng khác rơi xuống ở một địa điểm khác hoặc là một quốc gia khác thôi. Vậy thì chuyện thứ hai mà Lý Tướng Quân nói là gì? Là lật lầm. Cứ một mực đòi tôi tiến cử cậu, hy vọng cậu có thể tham gia vào tổ chức chính phủ của chúng tôi. Năng lực may mắn của cậu đúng là đã mang về may mắn cho cậu rồi. Sau khi ông mê suốt một năm thì tức tỉnh được có năng lực thuộc loại là quyền, còn là cấp tự phách nữa chứ. Đúng là trong họa có phúc mà. Đúng là trong họa có phúc. Thế nào, gia nhập với chúng tôi đi. Tôi cần phải thương lượng với chị tôi đã. Được rồi, tổ chức chính phủ của chúng tôi luôn chào đón cậu. Vậy thì tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Lý Tướng Quân đây đã. Tôi có phải là nhớ ra mình mối quan trọng gì rồi không? Tìm thấy được cái nguồn ô nhiễm, chẳng phải sẽ được thưởng tiền thưởng giá trị 20 vạn sao? Yên tâm đi, một số cúc của cậu cũng không thiếu. Cảm ơn. Tiến vào minh tưởng tu luyện thôi. Băng nỉ những lời của Lý Tướng Quân nói, chắc cô cũng đã nghe rồi nhỉ? Đi. Chắc cô nàng tu tiên nào đây? Cô chính là tai họa cấp 9 có đúng không? Cô nghĩ ta lại chứ? Ta ít nhất cũng phải là cấp 11. Cô thật sự là đến để tiêu diệt nhân loại chúng tôi sao? Phải thì sao?
Lời của bác sĩ kia nói cậu cũng đã nghe rồi. Những chuyện ông ta đều nói là sự thật. Nhưng lỗi các người quá tham lam rồi, mới khiến cho vũ trụ bất mãn như vậy. Vậy thì tôi sẽ càng không thể để cho cô ra ngoài. Hay chết tiệt, ai là người đã ban cho cậu thì vốn siêu phàm mạnh như vậy hả? Ai đã để cho cậu vào không gian minh tưởng tu luyện trong lúc hồn mờ suốt một năm trời chứ? Nếu như không nhờ ta thì cậu làm sao có thể đánh bại được cái ông bác sĩ biến dị kia chứ? Chúng ta bây giờ thuộc cái trạng thái cộng sinh, tôi chết rồi thì cô cũng không thể sống. Nếu như không phải lúc ta giáng lâm gặp phải cái chuyện ngoài muốn thì bốn nữ thần chứ không phải ở đỡ ở nhờ ở ké trong cái thân cơ thể của cậu đâu. Ký chủ yếu như vậy, không xứng với bản nữ thần. Lý Tư Quân nói rồi, bản năng lớn nhất của các cô là diệt chốc, nhưng cô thì ngược lại, bản năng lớn nhất của cô là sinh tồn. Cho dù tôi có yếu đến mức nào thì cô vì sinh tồn cũng sẽ phải chọn tôi để cộng sinh. Đừng có đánh đồng ta với cái bọn đi đẳng đó. Ta là tồn tại thuộc chí cao vô thượng đó. Dùng cái cách gọi của nhân loại thì ta chính là nữ thần. Còn nữa, cậu tưởng tìm một cái chủ phù hợp vậy lắm hay sao? Trong mấy trăm triệu người cũng không có lấy một tên. Tuy sau khi cộng sinh thì còn một quá trình thích ứng rất dài, nhưng cũng không như cậu mất hết cả một năm mới thích ứng được. Ây, cô hại tôi hôn mơ hết một năm trời. Cho nên việc cô ban cho tôi thiên phú siêu phạm cũng coi như là quà bồi thường đi. Được rồi, chúng ta định chuyển đi. Bản năng lớn nhất của cô lại là sinh tồn. Vậy thì giống với sinh mệnh nhân loại trên địa cầu của chúng tôi rồi. 21. Cậu có ý gì? Cô chắc là cũng không biết chân tướng của vũ trụ đúng không? Cô chỉ tuân theo ý chỉ của nó thôi. Vậy để tôi đưa cô vào trời thế giới của chúng tôi đi nhé. Có lẽ cô sẽ đổi ý thì sao? Tôi không phủ nhận thế giới của chúng tôi không có một số bộ phận có còi, nhưng tổng thể thì vẫn rất là xinh đẹp. Ngoài ra, cô cũng rất xinh đẹp. Tôi rất vui vì được quen biết với cô. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Tiền đề của hợp tác vui vẻ là cậu phải nỗ lực tu luyện cho tôi, đối phó với một sinh vật cấp nghị chủ thôi mà cũng gần chết. Bốn đứa thần còn muốn chồng thầy công cậu ở đây đâu? Nghị cấp chủ nào nào lại đây để ta tạo ra đối thủ lợi hại cho cậu tu luyện nào. Gần như là một cái hệ thống vậy đó. Nên tôi mệt rồi, tôi còn nghỉ ngơi chứ. Chứ dù là đang ở trong mình tưởng cũng không được. Tôi họa cấp 9. Trong cơ thể của mình vậy mà lại chứa một đầu đạn hạt nhân nguy hiểm như vậy. Nếu mà mình nói chuyện với cô ta với người khác thì chắc cô ta sẽ nổ tung mất thôi. Hậu quả sau này rất là khó đoán. Nếu như có thể cảm hóa được cô ta thì cũng đã hóa giải được một tai họa cấp 9 cho nhân loại rồi. Vậy trước tiên cứ hợp tác với cô ta đã. Người anh hùng đã chẳng được nguy cơ biến dị lần này sắp xuất hiện rồi, chúng ta sắp gặp được mặt được cậu ấy rồi. Không phải nói là có đại của chúng tôi được đến phỏng vấn từ sau, sao mấy đại khác cũng tới rồi? Ra rồi, cậu ấy ra rồi. Anh hùng mà, cậu sao lại đeo khẩu trang rồi? Cậu đứng lên đài truyền hình để mau bỏ khẩu trang xuống để mọi người nhìn thấy diện kiến trần trụi của đi nào. Anh hùng ơi, nói vài câu đi. Nào nào, nói vài câu đi vậy anh hùng ơi, nói vài câu đi mà. Tôi chỉ là cố sức bảo vệ người thân bên cạnh mình thôi. Còn về việc thanh trừ cái quái vật cấp chủ đó là công lao của chính phủ, học viện và các ban hội. Mỗi một người sẽ thân vị năm, khu đều là anh hùng của thành phố Lăng Dương này. Mọi người có thể phỏng vấn họ. Minh Hà nói hay quá, vì Minh Hà tức là ngầu đi. Một người sẽ thân vị năm khu đều là anh hùng của thành phố Lăng Dương này. Hoàng Phong Tiểu Lận, mọi người đã nghe thấy chưa? Tiểu đội của chúng ta cũng là anh hùng trở thành phố này đấy. Với cái tình trạng hiện như thế này thì tốt nhất vẫn không nên ra mắt với công chúng tại công viên. Nếu không một ngày nào đó bị đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu cũng không chừng, lúc đó thì mình lại hết cái thanh xuân này rồi. Phát tài rồi, nó chỉ đi tiêu xài một phen thôi. Cũng may là nhờ có y tá Tống Không thông báo cho chị biết rồi. Nếu chị ấy lại thấy mình nằm viện thì lại chắc lo lắng mất thôi.
Minh Hà sao em lại đến đây rồi? Bây giờ chính phủ vừa tặng em tiền thưởng vì đã làm việc nghĩa. Hôm nay chúng ta đi nghỉ đi, để em đưa chị đi ăn nhà hàng. Không được, số kem này mà còn bán hết thì sẽ làm phí lắm đó. Có tiền thì giữ đi, sau này có cái mà dùng. Vậy thì để em giúp chị bán xong rồi thì chúng ta đi ăn nhà hàng. Em không ở nhà, chăm chỉ ôn tập để năm sau còn thi. Đến đây lãng phí thời gian cái gì? Sáng nay có đưa tin một anh hùng trẻ tuổi đã giúp Nam Khu giải quyết được chuyện biến dị lần này. Em xem đi, người ta lợi hại như vậy, sao em không đi học hỏi người ta đi? Chẳng phải em muốn trở thành siêu phàm giả để bảo vệ thành phố này sao? Em nhất định phải nói với người ta đây, không ngừng nỗ lực, chị tin em nhất định sẽ có ngày thành đạt. Ôi chị ơi, em chính là cái người đó đấy. À, bác sĩ nói với em phải vận động nhiều, hít thở không khí trong lành. Vậy nên để em giúp chị đi. Kè móng đầy, mua đi, kè móng đầy, có dị gì cũng có. À, cái tình ngọt này rõ ràng có thể trở thành tâm điểm của cả thành phố, được mọi người mến mộ. Như vậy mà lại cự tuyệt chạy đến đây giúp chị làm việc. Dầu tay chối xoài cái gì cũng có mà mau mau tới đây. Dù sao thì cũng là nam nhân tố. Alo, à, tôi là Lạc Lâm, chỉ huy tác chiến của khu Nam Thành. Là cô à? Lời đề nghị gia nhà tổ chức của chúng tôi lần trước cậu đã xem xét kỹ chưa? À, tôi đã xem xét rồi. Là chị, tôi nuôi dạy tôi ăn học nhiều năm như vậy, chị ấy rất mong tôi vào viện siêu phàm. Tôi cũng định hè này ôn tập, khi nào khai giảng thì tôi đến thi. Không được, cậu vẫn còn trẻ, không cần phải gia nhập vào làm việc bảo vệ với cường độ cao như vậy đâu. Sau khi tốt nghiệp thì tôi sẽ gia nhập tổ chức. À, thực ra tổ chức của bọn tôi cũng có một tổ chức đặc biệt, hiệu là Long Nha. Thành viên của Long Nha rất tự do, không bị gò bó, bình thường thì không làm gì nhiều. Cũng có thể tùy ý gia nhập vào tổ chức siêu phàm giả hợp pháp khác. Chỉ còn khi tổ chức gặp nguy hiểm thì cậu ra tay giúp đỡ là được. Không những nhận được quyền hạn của một sĩ quan mà mỗi năm đều nhận được một khoản lương bổng. Cậu rất tiếc tiền có phải không? Phí gia nhập học của học viện siêu phàm không rẻ đâu. Hả? Cái này yên tâm đi, chúng tôi sẽ không giới hạn chế cho sự tự do của cậu. Nhiệm vụ đều để cho cậu quyết định. Mỗi năm chỉ cần ít nhất giúp chúng tôi 2 lần, đảm bảo cậu chắc chắn sẽ nhận được lương. Một năm mà đi làm việc có 2 lần thôi. Ôi, đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Thật ra nếu cần thì mọi người có thể liên hệ với tôi. Vì nước ra sức là chức trách của nghĩa vụ của mỗi người siêu phàm giả. Cậu nói rồi đấy nha. Từ hôm nay trở đi cậu chính là một thành viên của đội Lồng Nhà chúng tôi. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tập 22. À, cuối cùng cũng bán xong rồi. Má ai gọi điện cho em vậy? Là người của tổ chức chính phủ. Họ đã sắp xếp cho em một người phụ rồi, lương rất là cao. Chị à, giờ em đã có lương rồi, chị không còn phải đi làm từ sáng tới tối nữa. Thậm chí chúng ta còn có thể đổi sang các nhà khác nữa. Thật sao? Thật mà. Vậy thì con phải mở tiệc rồi. Vậy chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Chị chưa từng ăn qua hải sản bao giờ nữa. Đi, chúng ta đến đây nhà hàng hải sản đi. Thử món này đi. Wow, ngon quá. Đẹp lắm chị ơi. Wow. Mời vào. Tuy chỉ là thơ thôi, nhưng em vẫn thấy rất vui. Rất nhanh thôi em sẽ mua được cái căn nhà này rồi. Bây giờ cũng rất tốt rồi. Sẽ còn tốt hơn nữa. Chị vẫn luôn tin tưởng em. À đúng rồi, bây giờ em cũng là siêu phàm giả rồi. Sau này nếu như có gặp được vị anh hùng thần bí kia thì nhớ thấy chị cảm ơn cậu ấy nhé. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhất định là phải cảm ơn người ta đó. Chị nghe nói vị anh hùng kia vì bảo vệ thành phố Làng Dương, còn chúng ta mà không tiếc liều mạng đấu với kẻ mạnh hơn mình rất là nhiều. Cô ấy rõ ràng có thể bỏ chạy, nhưng lại quyết định chống trả đến cuối cùng. Toàn thân đều nhỏ máu, đâu đâu cũng là vết thương. Còn sáng chút nữa bị con quái vật kia giết chết rồi. Cái đám trẻ trong công viên có thể ăn được kèm ống, chúng ta có thể sống được ở căn nhà mới. Mọi người có thể yên ổn mà sống trong thành phố này đều là nhờ có siêu phẩm giả cả. Cho nên nếu có cơ hội gặp được thì nhất định phải cảm ơn người ta đó, có biết chưa? Chị à, em nhất định sẽ chuyển lời tới cậu ấy. Không cần phải cảm ơn đâu, vì mọi người đều xứng đáng để tụi chiến đấu cho đến khi chỉ còn một giọt máu cuối cùng. Cái sẹo giống Luffy quá ha.
Sau đó thì Minh Hà nâng cao toàn bộ phương diện của mình, cơ bắp, sức mạnh, ở lực, quyền pháp và kiến thức lý luận. Cuối cùng là thực chiến, xây dựng số liệu của bác sĩ Triệu. Sau khi biến dị hoàn tất thì đã mô phỏng được 90% phong cách chiến đấu của ông ta. Hiện tại thì cậu có thể tập với ảo ảnh của ông ta đi. Nếu làm ta thì tôi sẽ không nương tay đâu. Đương nhiên, cậu bây giờ quan trọng nhất là nâng cao thể chất. Não cậu xử lý thông tin rất tốt. Chỉ là cơ thể của cậu không thể kịp tốc độ phản ứng của cậu thôi. Cấp nghiệt diệu, chiều cao 1m81, chuẩn của đàn ông, cân nặng 70, năng lực thiên phú 1, năng lực siêu phàm bị động, may mắn. Năng lực cơ bản thì sự kiện phát triển theo hướng có lợi, dễ dàng gặp được vật phẩm hiếm. Năng lực thiên phú 2 là năng lực siêu phàm và chiến đấu huyền quyền. Sám trò năng lực cơ bản là tăng sức mạnh, lâm linh là bạo phát linh kỹ, huyền bạo quyền, tứ hồn chung cực hồn nghĩa, tinh ngón quyền mộ. Hồng tôn là tôn vượt tỷ đối, còn chưa biết. Nếu như dựa theo bản chiến lực của nhân loại mà phân cấp, thì bây giờ chắc là cấp nguyệt diệu rồi. Cách cảnh nhật miệng rất gần. Mạnh như vậy rồi mà cậu không thể dễ chết được nữa đâu. Có phải là tôi đến gặp được cấp nhật miệng là có thể triển được tôn vượt tỷ đối không? Phải, quy huyền viên của cậu là thiên phú siêu phàm cấp hồng tôn mà. Nếu như cậu có thể trì triển ra tôn vực tuyệt đối thì ngay cả bác sĩ Triệu cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Nhớ lại những gì cô giáo dạy. Thì năng lực chia làm nhiều loại, thiên phú sám trò, loại tốc độ, loại sức mạnh và phản ứng. Mà có tôi lại thuộc loại quyền. Một đấm mấy người mấy đo sức mạnh. Thiên phú cấp làm linh, sáu sức mạnh của thiên phú cấp sám trò. Nhưng lại ban cho siêu phàm giả khả năng bạo phát linh kỹ, như là không chế lửa, không chi gió. Còn của tôi là bạo phát ra hiền quyền. Thiên phú cấp tư hồn, sáu sức mạnh của thiên phú cấp sám trò. Ban cho siêu phàm giả khả năng bạo phát linh kỹ, chung cực hồn nghĩa, như là triệu hồi liệt diễm, kêu gọi thiên lôi, hoặc là điều khiển vòi rồng. Còn của tôi lại là tinh ngấn quyền mộ. Còn thiên phú cấp hồng tôn thì sao? Thì sao cô? Các em phải vào được học viện siêu phẩm thì mới có cơ hội được học về nó. Thiên phú cấp hồn tôn không những sở hữu sức mạnh của cấp sám trò, bạo phát linh kỹ của làm linh, chung cực hồn nghĩa của tử hồn, mà còn được ban cho siêu phàm giả kỹ năng tôn vượt tỷ đối. Còn có tôn vượt tỷ đối, năng lực của cậu sẽ mạnh lên, còn có đối phương thì sẽ bị áp chế. Đến lúc đó thì bọn chúng phải chơi theo luật của cậu, giống như trong một trò chơi mà quy tắc hoàn toàn có lợi cho cậu đấy. Có thể thử không? Tôi muốn thử một chút. Mơ đi. Cậu tốt nhất là vẫn nên luyện tập với chống nghĩa hồn nghĩa cho thật tốt đi. Ngay cả kỹ năng cấp tử hồn cũng chưa thành thực mà đòi kỹ năng cấp hồn tôn rồi. Chung cực hồn nghĩa thì phải tích đủ dấu ấn, quyền ấn thì mới thi triển được. Còn mày là cậu tích góp được 49 đạo quyền ấn lên người của bác sĩ Triệu. Nếu không thì cậu chết chắc rồi. Càng tích được nhiều quyền ấn thì ý lực của tinh ngon quyền bộ càng mạnh, có đúng không? Đúng vậy. 49 quyền ấn này chỉ điều kiện thi triển thấp nhất thôi. Cậu sức quyền được nhanh chuẩn, cộng với việc sử dụng huyền quyền trồng lên quyền ấn, thì lúc đó cậu đã thành tục được chung cực hồn nghĩa đến mức cao nhất rồi. Một tháng thấm trót trôi qua, tại trạm xe lửa. Chuyến tàu chuẩn bị xuất phát rồi, xin hành khách hãy nhanh chân. Chị đừng có lo mà, em đi thi tuyển chứ có phải là ra chiến trường hay cái gì đâu. Nam Đô, khu công nghiệp Thơ Sơn. Lão tử sống ở đây mười mấy năm rồi mà chưa lần nào nhìn thấy cái sương mù lớn đến như vậy. Hay là khỏi đi kiểm tra nữa. Trời vừa tối sương mù là dày đặc như vậy, cái gì cũng chả nhìn thấy được. Được rồi. Cũng sắp tới tháng 9 rồi mà, vẫn là như vậy. Chúng ta về thôi. Không đúng. Đi từ nãy giờ chắc cũng phải tới rồi chứ. Lẽ nào chúng ta đi nhầm đường sao? Không đời nào, con đường này tôi đi cách chục năm rồi.
Coi nhầm mắt tôi cũng không thể nào đi lạc được. Ý, sao lại chạy tới chỗ này rồi? Tôi đã nói rồi, cậu đi lạc rồi mà. Hả? Người đâu? Tí tí gì thế? Đi. Cứu mạng. Lão Vương, cứu tôi.